mươi 61, không có ý định hát tiếng Anh, Lý Tinh Tinh bản tính vốn đơn thuần, nghe thấy mọi người ra sức ca ngợi Tương Thạc như vậy cũng theo đó khen lấy vài câu, khiến Tương Thạc lâm lâm như được đưa lên tận mây xanh, cảm giác hình như Lý Tinh Tinh trong lòng cũng có ý với mình nên mới nói tốt như vậy. Cho nên không khỏi đắc ý mà tự tin hẳn lên, một tên tạp dịch trong một công ty nhỏ bé làm sao có thể so sánh với công tử con nhà quyền quý như gã chứ. Tương Thạc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra ban đầu cũng không cần thiết phải sự ép dương thần như vậy, càng trong những lúc như thế này Tương Thạc càng cảm thấy bản thân nên thể hiện một chút. Muốn biểu đạt ý dùng lễ nghĩa đãi hiền xem cảm giác thế nào. Nên lập tức bảo với mọi người, các vị mau ngồi đi, tất cả chi phí hôm nay toàn bộ để Tương Thạc này thanh toán, mọi người không cần khách sáo, nhìn sang Lý Tinh Tinh, Tương Thạc nhẹ nhàng cười với cô, Tinh Tinh à chắc là em cũng chưa quen với chỗ này đâu ha hay là em đến ngồi bên cạnh anh đi anh từ từ hướng dẫn cho em mấy thứ ở đây đảm bảo hôm nay em chơi vui hết say ấy lý tinh tinh vẩy tay lia lịa cười nói không cần đâu chủ nhiệm tương mọi người chơi hết mình là vui rồi mấy vụ ca hát nhảy múa này em đều không dành lắm em ngồi bên cạnh anh dương xem mọi người chơi cũng được rồi mà hy vọng của tương thạc bị người ta dập tắt như vậy nhất thời cảm thấy hơi nóng giận nhưng lại cho rằng tinh tinh như chú chim non bé nhỏ vì mắc cỡ nên mới từ chối mình gã bèn cố gắng tỏ ra rộng lượng cười nói vậy cũng được em cứ ngồi cạnh anh dương đi cần gì thì cứ nói với anh là được đừng ngại nha không ngại đương nhiên không ngại rồi khách sáo với tổ trưởng tương vậy là coi như không tôn trọng tổ trưởng tương rồi không phải sao dương thần cười hì hì nói hay là gọi trước vài chai rượu vang cho anh em làm tí lấy không khí, mọi người hát hò cũng có hứng hơn, tương thạc trong lòng hết sức khinh nhiệt. Thầm nguyền rùa thứ quê mùa chỉ biết tranh thủ cơ hội, nhưng chỉ vài chai rượu vang thì cũng chả thấm thía vào đâu. Bèn vung tay cười nói, đương nhiên rồi, anh Dương muốn dùng loại vang nào cứ ra ngoài tự mình chọn vài chai là được mà. Mấy giáo viên trong buổi hôm đó cũng đều cao hứng vui vẻ, mặc dù họ ai cũng tiền bạc dùng dình nhưng mà nói tới uống rượu miễn phí đương nhiên là uống càng nhiều càng tốt rồi. Dương thần giả đò để lộ ra ánh mắt kiểu như sùng bái, sau đó liền ra ngoài gọi phục vụ, nói xong mấy câu lập tức quay lại chỗ ngồi, Kê sát lý tinh tinh, cười nói, tổ trưởng tương quả thật là nhân vật lớn dùng tiền lớn, tôi đã gọi năm chai rượu vang rồi, không biết như vậy có đủ hay không, năm chai. Tương thạc cười nhạo trong bụng, cho dù là 10 chai cũng không ăn thua gì nữa là, anh Dương khách sáo quá nhiều người như vậy năm chai chắc chắn không đủ uống rồi, lát nữa gọi thêm mấy chai nữa đi, vẫn là nhân viên phục vụ ở thiên phủ chi quốc biết cách phục vụ. Mấy người trong phòng vừa mới nói được mấy câu đã thấy nhân viên mang thùng ướp lạnh cùng rượu vang đến, mọi người vừa nhìn thấy năm chai rượu trong thùng thì lập tức đều choáng váng, năm chai rượu rõ ràng là rượu vang đỏ Cas 598 của Pháp. Chỉ cần là người có chút nhận định về rượu đều hiểu được đây là thương hiệu bóc đô nổi tiếng của nước Pháp hơn nữa lại là loại thượng thượng hạng, cộng thêm hơn 10 năm chân u, cái giá của nó không thể nào dưới con số ngàn tệ được. Tương Thạc đương nhiên hiểu rõ giá trị của mấy chai rượu đó, gã làm sao cũng không ngờ được Dương Thần lại gọi loại rượu thượng hạng này. Cứ tưởng là hắn cùng lắm chỉ biết chọn vài chai vang đỏ loại tầm thường 100 tệ một chai thôi chứ, chờ mắt nhìn cảnh 5,6 ngàn tệ bay ra khỏi ví tương thạc thiệt tức muôn ói máu thiệt là nhờ phúc của tổ trưởng tương hôm nay chúng tôi mới được thưởng thức thứ rượu ngon này chứ ngày thường có mơ cũng không dám mơ tới đó nha vài giáo viên tinh ý nhìn ra ý đồ của dương thần cười thầm trong bụng đồng thời cũng phối hợp với hắn nói vài câu dễ nghe tương thạc cười méo sạch vẫy tay nói có gì đâu mọi người vui vẻ là được rồi vốn dĩ đang cao hứng bừng bừng giờ phút này nhìn thấy bộ dạng ý hửng cười nói của dương thần cùng các giáo viên khác cứ như là những đám mây rông táo bảo vây quanh một hòn đảo nhỏ thì tương thạc bất giác muốn tìm một lý do nào đó để trừng phạt thích đáng cái tên không biết trời không biết đất này các giáo viên trong phòng karaoke đúng là không tinh ý bọn họ đã vui đến cao trào rồi từng người từng người thay phiên nhau nhiệt tình ca hát khiêu vũ tuyệt nhiên không có chút dáng vẻ nào giống với người làm thầy thiên hạ nếu để cho học sinh của họ nhìn thấy cảnh tượng lúc này thì không biết chúng có được mở rộng tầm mắt không nữa lý tinh tinh im lặng ngồi trên sofa lắng nghe mọi người ca hát thỉnh thoảng với tay lấy một lát hoa quả vẻ mặt điềm đạm dường như cười phớt tuyệt nhiên không tham gia vào cuộc hát hò tương thạc đã điều chỉnh lại tâm trạng nhìn thấy lý tinh tinh ngồi đó chuyên tâm nghe mọi người hát lập tức nghĩ ra ý tưởng cầm micro nói hôm nay là tiệc đón mừng cô giáo lý tinh tinh của chúng ta bây giờ tôi lấy danh nghĩa tổ trưởng hôm nay đặc biệt hát tặng tinh tinh một bài gọi là bày tỏ chốt thành ý của tôi vài vị giáo viên ở đó đều biết tương thạc có ý với lý tinh tinh cho nên cũng hùa theo vỗ tay trầm trồ khen hay lý tinh tinh có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao bối rối nhìn sang dương thần đang ngồi cạnh cô thấy dương thần không có phản ứng gì mới thấy yên tâm một chút tương thạc lúc này trong lòng đã bắt đầu tràn ngập cảm xúc chọn bài hát rồi nói, tôi xin hát tặng cô Lý Tinh Tinh bài, si tâm tuyệt đối, nói thật ra, giọng hát của tổ trưởng tương nghe cũng được, tuy là có vài chỗ âm cao lên chưa tới, nhưng bài, si tâm tuyệt đối, của Lý Thần Kiệt cũng đã được gã biểu đạt hết sức tình cảm, ước tính chắc trước đây cũng được hát đi hát lại bảy tám trăm lần cũng không chừng. Nếu đổi lại là một thiếu nữ bình thường nghe rồi át hẳn ít nhiều cũng có chút động lòng mới phải, mấy giáo viên ban nãy liền nhiệt liệt vỗ tay khen hay lý tinh tinh cũng nể mặt vỗ tay nói tiếng cảm ơn tương thạc cũng có vài phần đắc ý đột nhiên phát hiện dương thần không hề vỗ tay trái lại liên tục tự rót rượu uống một mình khiến gã không khỏi bực tức trong lòng cười trách từ đầu buổi tới giờ anh dương vẫn chưa hát bài nào thì phải có thể hát một bài cho chúng tôi ở đây rửa tay được không ôi dương thần nhíu mày buông chén rượu tôi thấy không cần thiết đâu tôi không biết hát vậy đâu có được ai cũng hát rồi hát hay hay không hay cứ vài lần là được hết thôi quan trọng là ai cũng phải có phần tương thạc đắc ý cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội làm tên dương thần này mất mặt lập tức tranh thủ thời cơ nói thêm mấy câu anh dương hát trước một bài sẽ tới phiên cô tinh tinh hát mọi người nghĩ sao mấy vị giáo viên này ăn nhậu nãy giờ toàn bằng tiền của tương thạc dĩ nhiên phải hưởng ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của gã rồi bởi vậy đều đồng tình đề nghị dương thần và tinh tinh phải hát Lý Tinh Tinh mặc dù cũng không dám hát, nhưng ngược lại rất mong nghe thử giọng hát của Dương Thần. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi một cô gái đã yêu thì đương nhiên muốn hiểu hết mọi điều về người mình yêu vậy đó. Anh Dương à, hay anh hát một bài đi, hát không hay cũng không sao đâu mà, mọi người thấy vui là được. Lý Tinh Tinh không nén được sự hiếu kỳ, nói thêm vào, Dương Thần bất đắc dĩ, Gải đầu, chỉ còn cách cầm lấy micro, chậm rãi đứng lên, nói thật ra thì hơn nửa năm trước đây tôi mới từ nước ngoài trở về cho nên ca khúc phổ biến trong nước tôi vốn không biết mấy bài nếu thật sự phải hát mọi người cho phép tôi hát một bài của ngoại quốc được chứ anh dương từ nước ngoài mới về luôn à đúng là chân nhân bất lộ tướng nhé khoác lác là không được đâu đấy mấy vị giáo viên lập tức nhao nhao cả lên họ rõ ràng không mấy tin tưởng gã đàn ông này thật sự là hoa kiều hồi hương nếu không sao lại chịu làm nhân viên của một công ty nhỏ bé như vậy chứ tương thạc cảm thấy dương thần đang cố ý thoái thác thì cười đắc ý không có gì to tát cả anh dương cứ chọn đại một bài hát nước ngoài cũng được chúng tôi ở đây toàn là giáo viên tiếng anh nghe hiểu hết ấy mà đúng vậy đúng vậy mấy vị giáo viên đều rất cao hứng dương thần thanh lại giọng chọn bài hát trên máy xong bấm bài rồi quay ra cười với mọi người ngại quá tôi vốn đâu có ý định hát tiếng anh sau đây bài hát tôi chọn là một ca khúc tây ban nha có tên là quizus do ca sĩ người Latin Enrique Iglesias trình diễn, tạm dịch ra tiếng mình nghĩa là, có lẽ, thứ âm nhạc nhẹ nhàng kết hợp với âm điệu nồng nàng rất Tây Ban Nha được cất lên trong căn phòng kín, giọng của Dương Thần hơi khàn khàn một chút, nhưng lại vừa vặn thích hợp biểu diễn ca khúc này, perdiendo tiempo, pensando, pensando, por mọi người có mặt gần như đều há hốc mồm trợn tròn mắt, như không còn tin vào những gì mình đang nghe. Tương thạc thì thấy khó chịu như bị ai nhét nguyên cái trứng gà vào miệng vậy đó. Âm nhạc du dương kết hợp hoàn hảo với giọng hát mạnh mẽ đầy đam mê. Một bài tình ca Tây Ban Nha dường như khiến tới cả mọi người đắm chìm trong một cảnh tượng lung linh hết sức cảm động. Lúc tiếng nhạc vừa dứt trừ tương thạc ra mọi người có mặt trong phòng đều đứng dậy ra sức vỗ tay tán thưởng. Lý Tinh Tinh thì có vẻ như cảm động đến rưng rưng hạnh phúc lộ rõ trong nụ cười say đắm của cô dương thần tỏ ra có chút ngại ngùng phớt lờ yêu cầu của mọi người hát thêm bài nữa chỉ nói hát mệt rồi để tiện từ chối không phải hát thêm nữa lần này không còn ai dám nghi ngờ dương thần sợ mất mặt mà bịa chuyện nữa dù sao mọi người cũng đều là giáo viên ngoại ngữ hơn ai hết đều hiểu rõ biết một thứ tiếng và hát được một thứ tiếng là hai cấp độ khác nhau hoàn toàn nhiều lúc muốn kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ai gió chỉ cần xem khả năng nghe nhạc ngoại ngữ của họ là có thể đại khái đánh giá được phần nào trình độ của người đó rồi tiếp theo sau đó buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ riêng tương thạc tuy ngoài mặt cười nói miễn cưỡng nhưng trong lòng không ngừng nguyên rùa cả nhà dương thần đáng tiếc gã không biết ai trong số họ ngay cả dương thần còn chưa từng quen biết họ nữa là bởi vì buổi tiệc bắt đầu sớm, hơn nữa hôm sau còn phải lên lớp dạy học, cho nên chưa đến 10 giờ đêm các giáo viên đã quyết định dẹp đường hồi phủ, lúc bước ra khỏi phòng hát, ai nấy mặt vẫn còn đỏ vì rượu, lúc nói chuyện cũng lớn tiếng hơn ngày thường một chút, Dương Thần cùng mấy vị giáo viên nam đang trò chuyện khá sôi nổi, đúng lúc đến một đoạn ngoặc, hắn thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào cánh cửa gian phòng trước mặt. Sao anh ta lại ở chỗ này? Lý Tinh Tinh nãy giờ vẫn đang chú ý quan sát Dương Thần, thấy hắn trao mày, cô liền quan tâm hỏi, anh Dương, anh sao vậy, hả, Dương Thần vội cười với cô, có gì đâu, lúc nãy tưởng là nhìn thấy người quen, nhưng chắc là anh nhìn nhầm thôi, đoàn người rời khỏi thiên phủ chi quốc, trước khi đi, tương thạc còn phải cắn răng đứt ruột thanh toán khoản chi phí trên chục ngàn tệ, sau đó hướng về phía nhà xe để ra về, tuy là đêm nay trong lòng hơi buồn bực nhưng tương thạc không quên mục tiêu quan trọng của mình, vội vàng chạy đến bên Lý Tinh Tinh, nói một cách gióng giạc đầy phong độ, Tinh Tinh, hay là anh đưa em về, xe anh vừa mới mua rất sẵn lòng đưa em đi vài vòng hóng mát, nói rồi. Tương Thạc chỉ tay về phía chiếc Toyota Camry màu xám bạc đỗ cách họ không xa, dưới ánh sáng của đèn đường lúc này quả thực là một chiếc xe rất đẹp, mấy vị giáo viên đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, xe này chắc cũng phải hơn 200 ngàn tệ, hiện nay giá xăng cũng cao tổ trưởng tương lại còn đổi xe, chạy đua theo thời trang thế này, chết mất thôi. Tuy lương của các giáo viên không thấp, nhưng phần lớn cũng chỉ dám chạy Ford hay Polaris, mấy loại xe nhỏ một trăm mấy chục ngàn tệ một chiếc mà thôi. Lý Tinh Tinh cảm thấy hơi khó xử, cười nói nhỏ, tổ trưởng tương à, em thấy cũng không cần làm phiền anh như vậy đâu, hôm nay anh chiêu đãi lớn như vậy, em đã thấy ngại lắm rồi, em nghĩ em nên về cùng anh Dương thì tốt hơn dù sao anh Dương cũng biết rõ đường về nhà em mà, tương thạc cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ồ, anh Dương cũng lái xe đến à, tôi cứ tưởng anh đi taxi đến chứ, chẳng hay xe của anh Dương đậu ở chỗ nào, Dương thần ở một cái, một bụng tỏ là rượu nho và hoa quả, xem ra tử lượng của hắn đã khôi phục, cũng hơi khó chịu một chút, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn nghĩ tới cái bóng quen thuộc lúc nãy. Nghe thấy tương thạc hỏi khích, vô thức đưa tay lấy chiếc chìa khóa BMW trong túi quần ra ấn nút mở khóa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một ánh đèn pha phát ra từ chiếc xe hơi màu trắng đỗ tại một địa điểm hơi khuất tầm nhìn. Nhưng hình tượng chiếc logo hình cánh quạt màu xanh và trắng khiến mọi người bất giác ồ lên một tiếng trầm trồ. Ôi má ơi, đó không phải là chiếc M3 sao? Một vị giáo sư có chút nghiên cứu đối với xe ô tô trợn tròn mắt kêu lên, xe này ở trong nước bán hơn 1 triệu hai. 300.000 tệ lận đó. Trước kia toàn thấy các công tử con của mấy đại phú thương lái, không ngờ anh Dương lại chạy cả con này, thiệt là người có tiền mà, mấy giáo viên khác tuy là không hiểu nhiều về ô tô cho lắm, nhưng nhìn thấy rõ ràng đó là con BMW thì cũng hiểu rõ giá trị của nó đến mức độ nào rồi, tương thạc cũng bị hết hồn một phen sắc mắc đổi liên tục từ xanh sang tím. Gã có ngốc đến đâu cũng không thể ngốc đến mức tin là một người đi xe BMW M3 lại là nhân viên quèn của một công ty nhỏ bé nào đó được. Tuy là bất sức vì không không hiểu được thân phận thực sự của Dương Thần rốt cuộc là gì. Nhưng lúc này gã cũng chỉ có thể treo lên mặt nụ cười thân thiện với vài phần nịnh nọt. Anh Dương Thiệt đúng là chân nhân bất lộ tướng, khiến tương thạc tôi được một phen mở mang tầm mắt rồi. Đồ nhà giàu chết tiệt, bày đặt chơi trò giả chết bắt quả. Cái gì mà viên chức quen chứ? Rõ ràng là cố tình chơi nhau. Tổ trưởng tương mới đúng là đại gia biết xài tiền lớn. Dương thần cười nói, hôm nay tôi quả thật đã uống quá nhiều rồi. Cảm ơn sự khoản đãi của anh. Tạm biệt, nói xong, kéo tay Lý Tinh Tinh lên xe. Các vị giáo viên ngưỡng mộ đứng nhìn chiếm BMW từ từ khở động rồi lăn bánh. Ai cũng có chút cảm giác như đang mơ. Bối cảnh của Dương Thần bỗng nhiên trở thành một bí mật gây gớm rối với họ. Phần Tương Thạc sau khi trở về xe của mình, khởi động máy xong, nhìn thấy thiết kế đèn trang trí trong xe thì bỗng nhiên tình yêu xe của gã cũng mất đi phân nữa, bất giác dùng sức vỗ mạnh vào vô lăng, khuôn mặt nho nhã đạo mạo của gã trong màn đêm tăm tối lúc này bỗng hẳn lên đôi chút độc ác. Chương 62, đều là quái nhân, ngồi trong xe của Dương Thần, Lý Tinh Tinh cảm thấy ngày hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô, còn hưng phấn hơn cả ngày cô tốt nghiệp đại học nữa nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô gái khiến Dương Thần đang cầm tay lái ngồi bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải. Em vui như vậy à? Dương Thần bột miệng hỏi. Lý Tinh Tinh hồn nhiên gật đầu lia lịa. Nhưng mà em thấy chắc là tổ trưởng tương không vui vẻ chút nào đâu. Dương Thần suy nghĩ rồi liếc nhìn Tinh Tinh, không nhịn được cười phá lên. Thì ra con nhóc này cái gì cũng biết hết. Còn giả bộ làm ra vẻ ngây thơ vô can. Hì hì. Lý Tinh Tinh mím môi cười nói thật ra em không phải là cái gì cũng biết đâu. Tuy nhiên nếu như nghĩ kỹ một chút, em có thể hiểu được mấy chuyện anh làm, nghe cho rõ nè, sau này cái tên tương thạc đó mà có ăn hiếp em, làm khó dễ em, thì em phải nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em biết chưa? Cũng giống như vụ cha con nhà họ Trần lần trước vậy, Dương Thần trịnh trọng nói ra, em biết rồi, từ đầu đến cuối lý tinh tinh không hề hỏi han gì thêm chuyện của cha con nhà họ trần sự khéo léo của cô khiến dương thần có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy dễ chịu cô bé này có lẽ còn biết nhiều chuyện hơn hắn tưởng tượng chỉ là bình thường cô vẫn thích tỏ ra là cô bé hàng xóm ngốc nghếch khờ khạo cứ thế âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn đưa lý tinh tinh về đến cửa nhà đúng lúc bắt gặp ông bà lý đi tản bộ trở về nhìn thấy dương thần và tinh tinh từ trên xe bước xuống thì hai ông bà đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc Thằng nhóc này, phát tài rồi hả? Ông Lý nhìn thấy chiếc xe Dương Thần đang lái thì không khỏi bất ngờ, nói: "Bác đã biết trước là thằng nhóc Tiểu Dương cậu không đơn giản mà, nhanh thật, mới đó đổi công việc mới, bây giờ đổi luôn từ xe một bánh nhỏ xíu sang xe hơi bốn bánh rồi." Bà Lý thì nãy giờ đang bận để tâm đến mấy cái túi to túi nhỏ mà Lý Tinh Tinh mang từ trên xe xuống, lo lắng hỏi: "Tinh Tinh à, sao con mua nhiều quần áo vậy chứ?" mấy cái túi này nhìn sang trọng như vậy chắc toàn là áo quần đắt tiền không hả mẹ này lý tinh tinh có chút thẹn thùng đáp lại mấy cái này là của anh dương mua cho con mà hai vợ chồng già tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được chút vui mừng cả ánh mắt cũng trở nên có vài phần thân thiết hơn lý tinh tinh biết rõ cha mẹ mình đang nghĩ gì tuy nhiên nếu bây giờ đem chuyện dương thần đã kết hôn ra nói thì sau này e rằng cô không còn được phép qua lại với hắn nữa cho nên chỉ còn cách im lặng đỏ mặt mang đống túi to túi nhỏ quần áo mới mua chạy vào nhà, quên cả chào tạm biệt Dương Thần, ông Lý bỗng nhiên quay sang Dương Thần nói một cách nghiêm túc, "Dương à, đứa con gái này của bác từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều, cậu nhất định đừng có phụ nó mới được." Dương Thần giờ khóc giờ cười cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ còn cách tỏ ra thành khẩn gật đầu cười cho qua, trong trường hợp này mà giải thích thì cũng bằng thừa, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi sau khi tạm biệt hai vợ chồng già vừa đối đãi với mình như con rể xong dương thần vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ phải chi không bất đắc dĩ gặp cô gái lạnh lùng lâm nhược khê kia thì bây giờ cưới lý tinh tinh vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn có phải tốt không nhưng nghĩ đến cảnh vợ mình bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh dương thần liền dẹp y nghĩ kia qua một bên dù sao đi nữa trước hết phải đi tiếp đoạn đường trước mắt cùng lâm nhược khê cai đã chuyện sau này ra sao chưa ai có thể đoán trước được lúc lái xe về tới Long Cảnh huyền trời đã chuyển lạnh, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua ngọn cây khiến khu biệt thự trống trải trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Dương Thần định mở cửa bước vào nhà thì thấy Vũ Vương vừa đúng lúc từ bên trong mở cửa ra, Vũ Vương, trễ như vậy rồi còn tính đi đâu vậy? Dương Thần thắc mắc hỏi, Vũ Vương tỏ ra mừng rỡ, cười nói, cậu chủ về rồi hả? Tốt quá, tôi đang tính mang mấy cuốn sách mà cô chủ thích vào bệnh viện cho cổ mặc dù cô chủ đồng ý tịnh dưỡng nửa tháng nhưng vẫn yêu cầu được đọc sách hay cậu đi cùng tôi đi cô chủ mà thấy cậu vào chắc sẽ vui lắm cô ta có vui cũng nhìn không ra dương thần nghĩ thầm trong bụng rồi nói trễ lắm rồi vú vương cứ nghỉ trước đi một mình tôi mang sách cho cổ là được rồi vú vương cho rằng hai người muốn có chút không gian riêng nên cũng không nói thêm nữa lập tức giao cái túi nhựa to đựng mấy cuốn sách trong đó cho dương thần rồi quay vào nhà Dương thần vừa về đến nhà lại đi tiếp, lần thứ hai trong cùng một ngày đi đến bệnh viện Trung Hải, chạy xe nữa giờ đồng hồ, lúc đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê đèn trong phòng vẫn sáng. Tuy nhiên trong phòng không chỉ có một mình Lâm Nhược Khê, bên cạnh giường cô còn có một người nữa, một người phụ nữ mà Dương thần chẳng vui vẻ gì khi đụng phải, hơn nữa cô ta lại còn là một mỹ nhân. Chà, người bận rộn cũng có thời gian đến bệnh viện thăm người bệnh nữa hả? mạc thiện ni dường như đang cùng lâm nhược khê thương lượng gì đó nhìn thấy dương thần bước vào bèn trề môi nói kháy dương thần cũng không thèm để ý cô đồng nghiệp thích kiếm chuyện này vừa cười vừa đặt cái túi đựng mấy cuốn sách lên chiếc tủ đầu giường vú vương lớn tuổi rồi buổi tối ra ngoài vất vả lắm anh thay bà làm mấy chuyện này được rồi mai mốt cứ nói với anh là được vú vương giả rồi làm mấy chuyện này cực lắm lâm nhược khê lạnh lùng liếc qua mấy cuốn sách rồi nói lần sau giao cho anh thấy lâm nhược khê chịu nghe mình như vậy dương thần cũng mãn nguyện rồi xem ra người phụ nữ này cũng khá lý trí không phải đơn thuần chỉ là một kẻ lạnh lùng mặc thiện ni nhăn nhăn mũi bực bội nói dương thần người anh toàn mùi thuốc lá và bia rượu anh mau tránh xa ra một chút coi chừng là ngợp nhược khê bây giờ ồ dương thần hơi khó xử tránh xa vài bước lúc nãy vừa cùng mấy người bạn mới quen uống vài ly tôi cũng quên mất là mình vẫn chưa tắm hứ nhược khê mệt đến ngã bệnh phải nằm đây anh làm chồng người ta chỉ biết ở ngoài ăn chơi đàng điếm vậy mà còn không biết mắc cỡ mạc thiện ni cười nhạt nói một cách mỉa mai bồ tát làm bằng đất còn biết tức giận dương thần quả thực có chút mất kiên nhẫn vợ tôi ở đây còn chưa nói tôi nữa công cô la lối cái gì chứ rõ ràng là hoàng đế không vội thái giám gấp mà anh nói cái gì mạc thiện ni trợn tròn mắt đứng lên bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng vì tức giận khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ, anh dám nói tôi là thái giám, anh mới chính là thái giám đó. Tôi có phải thái giám hay không cô thử thì biết ngay chứ gì, Dương Thần cười nói. Đồ không biết xấu hổ, được rồi, Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng lên tiếng, nhíu đôi chân mày rậm, hết nhìn Dương Thần lại nhìn Thiện Ni, cô cảm thấy có chút đau đầu, liên tục xoa xoa chán, hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa, ở đây là bệnh viện đó, khuya như vậy rồi làm ơn yên lặng chút đi mạc thiện ni hơn dỗi nắm lấy tay lâm nhược khê nói nhược khê bạn coi tên chồng này của bạn kia hắn tự xem hắn là ai chứ bạn bị bệnh cũng không chịu đến đây chăm sóc cho đàng hoàng ngược lại còn có nhã hứng đi ra ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt rượu chè mua vui nữa chứ lâm nhược khê im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi dương thần anh đã đi uống rượu ở đâu sẵn đang có chút bực mình dương thần cười khẩy đáp uống rượu ở thiên phủ chi quốc đi cùng vài cô em nữa sao chứ bà xã đại nhân muốn quản chuyện của anh hà ừm em biết rồi lâm nhược khê gật đầu sau đó coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra tiếp đó với tay lấy cuốn sách trong túi nhựa bắt đầu đọc dương thần thấy không có chuyện gì nữa cũng thở dài một tiếng lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mạc thiện ni ngồi đó hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang nhược khê đang thản nhiên đọc sách trên giường ngạc nhiên đến trợn tròn mắt há hốc mồm một lúc lâu cũng chẳng nói được câu nào cuối cùng cũng nhả ra được một câu, hai vợ chồng mấy người toàn là quái nhân. mươi 63, thật biết chọn chỗ, sau cả buổi tối căng thẳng, giấc ngủ của Dương Thần vẫn không bị ảnh hưởng gì. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ đúng giờ lượn một vòng quanh các gian hàng bán đồ ăn sáng, mang bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ đi vào văn phòng, các cô gái từ sáng sớm đã đến ngồi đợi, nhìn thấy Dương Thần bước vào liền đến nói ngọt mấy câu rồi mang phần ăn sáng của mình đi có mấy cô còn táo bạo để lại trên mặt dương thần vài dấu son còn ướt triệu hồng yến cười trêu ghẹo nói chắc là cậu biết trước mua đồ ăn sáng sẽ có được sự đãi ngộ này nên mới tranh làm có phải không dương thần cũng không có vẻ gì là ngại ngùng vừa gặm bánh quẩy vừa cười nói nếu như cô cũng hôn tôi một cái thì tôi sẽ nói cho cô nghe chỉ biết chọc ghẹo con gái nhà lành triệu hồng yến lườm hắn một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa đột nhiên nhớ đến một việc dương thần mang theo cái bánh bao thịt đi đến chỗ bàn làm việc của một đồng nghiệp ray là trần bác ở cách đó không xa quả nhiên phát hiện trần bác mới sáng sớm đã ngủ gật trên bàn làm việc rồi nè trần bác dậy ăn sáng thôi dương thần đầy đầy trần bác giọng nói mềm nhũn ánh mắt ướt át ngồi thẳng dậy phong thái đầy nữ tính nhìn dương thần đưa bánh bao đến lộ ra nụ cười quyên rũ người khác rằng cảm ơn anh mỗi ngày đều mang điểm tâm cho tôi dương thần nói một cách đầy thâm ý không cần làm việc quá mệt mỏi có gì cần hỗ trợ cứ nói ra mọi người có thể giúp anh sắc mặt trần bác bỗng nhiên có chút khó coi tái nhợt và mang vài phần sợ sệt chớp mắt nói không không có gì chắc do tối hôm qua ngủ không được ngon không cần miễn cưỡng đâu dương thần cũng không hỏi nhiều vỗ vỗ vai trần bác rồi quay về bàn mình bắt đầu chơi game không lâu sau đó một cô gái dung mạo diễm lệ bước vào trong phòng bước đến chỗ của lưu minh ngọc nói chuyện gì đó lưu minh ngọc mặc một bộ váy màu ánh trăng rất đẹp mặt lộ chút vẻ khó xử nhưng cuối cùng dường như cũng miền cưỡng đưa ra tập văn kiện rồi cùng cô gái kia đi ra ngoài hai người vừa đi thì trương thái cô gái có khuôn mặt tròn vừa ăn bánh xốp vừa hấp tấp chạy đến mặt không giấu vẻ lo lắng nói với triệu hồng yến chị hồng yến chị minh ngọc sẽ không sao chứ em thấy mã bộ trưởng kia bám theo chị ấy lâu như vậy mà cũng chưa chiêu từ bỏ ý định cô gái kia là do bộ trưởng mã phái đến sao dương thần hỏi triệu hồng yến nhíu mày gật gật đầu đó là một vị chủ nhiệm thuộc hạ của bộ trưởng mã cả công ty ai cũng biết à là người tình của bộ trưởng chỉ là không nói ra thì sẽ không biết bộ trưởng mã tìm chị minh ngọc qua đó có chuyện gì trước đây toàn là bộ trưởng mã tự mình qua tìm minh ngọc lần này không hiểu sao lại phái đến một người phụ nữ dương thần ngẫm nghĩ một lúc lấy điện thoại nhắn tin cho lưu minh ngọc không lâu sau đó minh ngọc liền trả lời tin nhắn của dương thần dương thần chỉ nhìn thoáng qua liền cất điện thoại vào túi cầm hai cái bánh bao thịt trên bàn đi ra khỏi văn phòng dương thần anh đi đâu triệu hồng yến vội vã nói chút nữa trường phòng mạc không nhìn thấy anh thì anh tiêu đó bụng tôi không được ổn tôi mang vào nhà vệ sinh ăn dương thần quay đầu lại nói một đám nhân viên nữ xinh đẹp lập tức sầm mặt lại, có vẻ hơn dỗi, Dương Thần đương nhiên không thể thật sự đi vào nhà vệ sinh ăn bánh bao, cho dù khẩu vị của hắn vẫn rất tốt đi nữa, đi ra khỏi đại sảnh của ban quan hệ xã hội, Dương Thần đi thẳng vào thang máy, một mạch đi xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm, trước đó Dương Thần gửi tin nhắn cho Minh Ngọc hỏi cô đang đi đâu. Lưu Minh Ngọc đương nhiên biết rõ hàm ý của Dương Thần, liền nhắn lại một câu, khách sạn Lưu Vân. Tuy không biết lần này có phải là cái bẫy của Bộ trưởng Mã hay không, nhưng Lưu Minh Ngọc là người có ý thức tự bảo vệ mình rất cao. Cô cũng rất sáng suốt khi lựa chọn cho Dương Thần bia cô đi đâu. Như vậy ít ra người khác biết được hành tung của mình, còn Dương Thần sau khi biết được sẽ làm gì, thì Lưu Minh Ngọc không thể nào biết được. Dương Thần cũng không tùy ý đi đến khách sạn Lưu Vân, mà tìm cách đi bằng tốc độ nhanh nhất là lái xe đến. Đi vào đại sảnh của khách sạn, cầm một tờ báo lặng lẽ ngồi ở sofa tại một góc của đại sảnh, khách sạn Lưu Vân được bài trí như khách sạn 4 sao, ở trung tâm của thành phố Trung Hải này, cũng thuộc loại có tiếng trong việc đón tiếp các khách thương vụ lưu trú, người ra ra vào vào nhộn nhịp, bỗng nhiên có một gã ngồi đọc báo ở một góc đại sảnh chắc cũng không ai chú ý tới. Chờ khoảng 5 phút sau, Dương Thần chú ý thấy phía cửa của khách sạn xuất hiện hai bóng người chính là cô gái có dung mạo diễm lệ đưa một người mặc bộ váy màu ánh trăng tiến vào khách sạn đó là lưu minh ngọc cả hai người đều có dung mạo hơn người vóc dáng yêu kiều nóng bỏng lưu minh ngọc dường như đã trang điểm lại lúc trên xe mái tóc duỗi dài vài sợi được nhuộm đỏ như màu rượu vang phối với khuôn mặt tươi sáng hơi dẫn rất nhiều ánh mắt của đàn ông trong sảnh sau khi vào cửa lưu minh ngọc không biết vô tình hay cố ý nhìn trước nhìn sau mấy lần thoáng nhíu mày có vài phần thất vọng, nhưng cũng không lâu, cô gái kia và cô nói chuyện vài câu. Sau đó Minh Ngọc có chút do dự, nhưng cô vẫn bước vào thang máy, đi lên lầu, Dương Thần bước nhanh đến cửa thang máy, nhìn con số hiện lên trên đó, bắt đầu từ tầng 1, đến tầng 5 thì ngừng một lúc, tiếp đó lại đến tầng 13, lại ngừng một lúc, sau cùng tiếp tục đi thẳng lên tầng thượng thì bắt đầu đi xuống lại, nhìn sang bảng giới thiệu bên cạnh thang máy lầu 5 là trung tâm tắm hơi thư giãn, từ tầng 10 đến tầng 15 là phòng khách, sân thượng là khu vực hội nghị, hiển nhiên, trong tình huống này khả năng lớn nhất là đến phòng khách. Dương thần sau khi bước vào thang máy, gọi điện cho Lưu Minh Ngọc xác định vị trí, thuê bao quý khách vừa gọi, giọng nói trong điện thoại vang lên khiến Dương thần có chút dự cảm không tốt. Đối với nhân viên quan hệ khách hàng như Minh Ngọc, vì công việc lẽ ra điện thoại phải mở 24 phần 24 mới phải, thông thường thì không thể tùy ý tắt máy huống chi vừa rồi còn mới nhắn tin cho hắn, thang máy lên đến tầng 13, dương thần bước ra, hành lang rất dài, nhìn sơ có khoảng 3 bốn chục gian phòng, vì đang trong giờ đi làm buổi sáng nên hành lang vắng vẻ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chưa có mặt, không có ai để hỏi thăm, dương thần cũng không thể kiểm tra từng phòng, hơn nữa khiến người ta đau đầu nhất là tất cả các phòng đều dùng khóa điện tử. Có nghĩa là nếu không có thể từ thì không có cách nào mở khóa, trừ phi dương thần nghĩ đến đề mục trên báo lần trước đọc được dùng sức phá cửa như thế chắc sẽ nổi danh sớm cái tên họ mã này thật biết chọn địa điểm dương thần lầm bầm tự nói suy nghĩ xem có thật sự là nên dùng đến bạo lực không tuy nói là mới quen biết cô đồng nghiệp lưu minh ngọc có nửa tháng nhưng quan hệ cũng khá tốt tình cảm giữa người với người cũng không phải là dựa vào thời gian dài ngắn đặc biệt là giữa nam và nữ có thể tin tưởng nhau thì cũng đáng để vì đối phương mà làm chút chuyện, ngược lại mà nói. Nếu như một cô gái xinh đẹp như vậy bị họ mã kia ức hiếp, thì Dương Thần chắc là sẽ khó chịu hơn cả việc phải ăn mấy con rồi sống nữa, đang lúc đau đầu. Thì nghe thấy cách đó không xa về phía đông của góc hành lang có tiếng mở cửa. Cô ả à xinh đẹp vừa dẫn Lưu Minh Ngọc đến đang cười duyên bước ra. mươi 64, thái độ chưa tốt, Dương Thần rất cảm kích người phụ nữ kia thật sự là rất biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đang buồn rầu không biết phải làm sao cô ấy liền chỉ ra con đường tốt nhất thấy người phụ nữ kia rời khỏi cánh cửa trong phòng rồi cúi đầu đi về cửa thang máy dương thần cũng giả bộ vẻ mặt thoải mái tự tại tiểu thư được những lợi ích gì rồi cô gái xinh đẹp bước chân dừng một chút cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cảnh giác nói anh nói cái gì vì Dương Thần mới vào công ty quốc tế Ngọc Lôi không lâu nên hiển nhiên người phụ nữ này không biết Dương Thần, tôi không có ý gì khác, vị tiểu thư này không có công lao thì cũng đã vất vả rồi, chút tiền môi giới kiếm được đó tôi sẽ không lấy, nhưng hy vọng tiểu thư phối hợp giúp tôi gõ cửa phòng bên kia một chút. Dương Thần cười cười đơn thuần, cô gái nheo mắt, thấp giọng hỏi, anh theo dõi tôi, chẳng lẽ không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tôi lại sợ cô không báo cảnh sát dương thần nói thần kinh cô gái định không để ý đến dương thần khẩn trương muốn nhanh chóng rời khỏi đây dương thần tất nhiên sẽ không tha cho cô ta đi tiện tay tóm cánh tay mềm nhũn của cô gái kéo một cái đã ôm gọn cô trong lòng thuận thế hai tay ôm luôn trước ngực cô gái nắm lấy hai khối thịt hồng hào nở nang ngươi cô gái kinh sợ chỉ cảm thấy hai bàn tay ôm toàn bộ khuôn ngực khiến cô càng bị khuất phục người đàn ông này vô cùng mạnh cơ thể cứng như thép cô không thể này dẫy ra được buông tay ra không tôi sẽ hét lên tô cao anh cưỡng bức cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi đe dọa nói dương thần lơ đễnh cười cười hai tay nắm hai bầu ngực hơi dùng một chút lực miết vào khiến cô gái khẽ kêu lên một tiếng dương thần cười tà ác cảm giác ở tay không tự nhiên chắc cô vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cô có thể kêu lên cũng có thể tố cáo tôi nhưng mà ngay tại đây tôi sẽ lột hết quần áo, ném cô vào thang máy, dù sao chỗ này cũng không có ai đi ngang qua, không cần nghi ngờ tốc độ lột quần áo của tôi. Cô nghĩ lại đi, đi thang máy xuống tầng 1, sau đó tôi sẽ đưa cô ra đại sảnh, đại sảnh ở tầng 1 sáng trưng, nhiều người qua lại, cô có thể khoe cơ thể mình. Nếu như cô không vui, sau đó báo cảnh sát bắt tôi cũng không sao, tôi chỉ lột quần áo của cô, không phải ngồi tù cô muốn kiện tôi ra tòa cũng được thôi cũng chẳng có gì to tát tất nhiên nếu đã làm thì cũng tiện thể chụp ảnh quay phim một chút đặt một cái tên tung lên mạng tên là nữ nhân viên khỏa thân trong khách sạn tên này không tồi chứ sắc mặt cô gái lập tức trắng nhợt nếu đúng như lời người đàn ông này nói bản thân mình chắc gì đã được bồi thường lại còn thân bại danh liệt khỏi phải làm ăn gì ở xã hội này nữa cuối cùng cô tức giận nói đừng có đe dọa tôi Tôi không biết anh đang nói gì cả. Còn không buông tôi ra tôi sẽ hét to lên. Tôi không tin anh dám làm gì tôi. Doạt, chi, nghe thấy một tiếng vải bị xé rách. Cô gái trợn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc váy ngắn bị xé một góc. Để lộ chiếc quần tất trắng và phần đùi trắng nõn bên trong. Dương thần có vẻ mờ ám. Tiếng nói lại vang lên lần nữa. Có phần không kiên nhẫn. Tốt nhất, cô đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tiếp nữa tôi sẽ xé đến phần ngực anh. Rốt cuộc anh muốn gì? cô gái sợ đến mức muốn dùng tay che góc váy rách lại nhưng hai tay lại bị dương thần khống chế không thể rộng đậy được mắt cô đầy nước cầu xin nói xin anh đừng làm vậy tôi cũng chỉ là nghe theo người khác dương thần cười lạnh nói hợp tác sớm một chút không phải tốt sao cô chỉ cần nghe theo tôi tôi sẽ không làm khó dễ cho cô trong phòng khách lưu minh ngọc ngã ngồi lên chiếc giường mềm hai tay khó khăn chống xuống đệm mi mắt khó mở ra được nhìn thấy bộ trưởng mã trước mặt đã cởi hết đồ chỉ còn mặc chiếc quần đùi cô cắn răng ép mình tỉnh táo lại một chút tuy rằng trước giờ vẫn đề phòng nhưng cô không ngờ bộ trưởng mã lại thông đồng với người khách hàng vốn cô định gặp hôm nay lừa cô đến nơi này càng phòng bị lại càng không ngờ tới lúc ở trên đường người phụ nữ kia lại tiếp tay cho giặc đưa cô một chai nước khoáng không ngờ là có pha thuốc ngủ lưu minh ngọc cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản vốn nghĩ chỉ cần đề phòng một mình bộ trưởng mã là được không ngờ đối phương đã cài một cây bẫy tinh tế vậy, chỉ chờ mình đến chui vào, vừa nghĩ đến việc lão già béo lùng, bụng to, lông ngực dài bạc trắng này sẽ làm chuyện đồi bại với mình. Lưu Minh Ngọc ngày thường vốn kiên cường cũng không kìm nổi hai mắt ướt nhòe, trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lúc trước Dương Thần hỏi mình địa điểm hẹn, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ tiện tay nhắn tin lại, nhưng việc đến nước này, Lưu Minh Ngọc trước kia chưa từng nghĩ nay lại kỳ vọng người đàn ông mới quen chưa lâu kia lại có thể đột ngột xuất hiện giống như anh hùng trong phim ảnh dù đó là việc hoang đường không thực tế đến mức nào trong đôi mắt bé tí của bộ trưởng mã tràn đầy tham lam dục vọng lại có phần cuồng nhiệt nhìn dây nhân trước mặt mặc bộ váy âu eo bó sát thân hình với những đường cong hoàn mỹ trên môi lộ ra nét cười hài lòng vì gian kế đã thực hiện được lưu minh ngọc à lưu minh ngọc Cô cho là cô giả bộ là một khuê nữ thì ta sẽ không làm gì được à. Lão mã ta trên đời này không có cô gái nào không chơi được. Hôm nay hãy để ta vui vẻ hưởng thủ. Ta mang cả camera đến. Đợi lát nữa cởi hết đồ cho cô rồi sẽ thu lại. Bộ trưởng mã đi lên trước. Nhìn Lưu Minh Ngọc đã buồn ngủ. Cười nham hiểm nói. Đợi cô tỉnh lại sẽ cho cô tư tư thưởng thức. Rồi nghĩ lại có nên hầu hạ ta cho tốt không. Trong mắt Lưu Minh Ngọc hiện lên một tia tuyệt vọng thống khổ không cam lòng nhưng cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ của thuốc, mềm nhũn ra trên giường, nỉ non vài tiếng rồi bất tỉnh nhân sự, bộ trưởng mã động đậy ngón trỏ, đang muốn trồm lên lột bỏ hết những thứ trói buộc báu vật xinh đẹp này thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng chôm cửa, bộ trưởng mã không vui, nhíu mày, rút tay lại. Đi tới chỗ mắt mèo trên cửa nhìn qua, nhìn thấy gương mặt phụ nữ diễm lệ quen thuộc liền thở phào, cửa phòng mở ra một nửa, bộ trưởng mã vẻ mặt gian tà, cười nói sao thế? Tiểu hồ ly lẳng lơ này, không phải là ghen, muốn vui vẻ một chút mới chịu đi hả? Cô gái nụ cười cứng ngắc, không nói nửa câu, giống như ăn phải mướp đắng vậy. Nhưng từ bên người cô một bóng dáng đàn ông từ từ đi ra. Là mày, bộ trưởng mã dùng mình, lão nhận ra ngay đây là gã thanh niên đã làm lão không chịu nổi ở hành lang công ty hôm trước, đã phá hỏng chuyện tốt của lão, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến điểm mấu chốt này, Bộ trưởng Mã phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt cửa, chát, Dương Thần một tay đẩy mạnh cửa, hắn đột nhiên đẩy làm cho thân hình mập mạp của Bộ trưởng Mã bị đẩy ngã vào phòng, mông ngồi lên tấm thảm. Thái độ này không tốt, Bộ trưởng Mã, Dương Thần cười đầy thâm ý, kéo cô gái xinh đẹp vào phòng, đồng thời thuận tay kéo cửa lại. Chương 65, Nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại, mông bị ăn một phát đạp đau điếng, ngã ngồi xuống đất, Bộ trưởng Mã kinh sợ đứng lên việc này vốn phải vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, chỉ cần chụp một bộ ảnh Lưu Minh Ngọc cười hết đồ, quay lại một cái video, một trong những báu vật đáng giá nhất công ty này đã trở thành của mình, thế nhưng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ chọc gậy bánh xe? Ngươi định làm gì, ai cho phép ngươi vào đây? Bộ trưởng Mã cẩn thận rút lui, hung tợn nói, Dương Thần liếc mắt nhìn Lưu Minh Ngọc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, lòng thầm nhủ may mà mình tới kịp bộ trưởng mã thấy dương thần không nói lời nào, chậm rãi vơ quần áo chính mình vừa cởi ra, đi về hướng cửa phòng, dương thần hứng thú nhìn mọi thứ trong phòng được bố trí tốt đẹp. Bộ trưởng Mã xem ra là một tay già đời, không chỉ mang theo những đồ dùng phục vụ cho chuyện phòng the, còn đem theo cả máy quay dựng sẵn trên chân máy, trên giường đặt cả máy ảnh kỹ thuật số. Thật là vô cùng chuyên nghiệp, thấy bộ trưởng Mã lén lút đi tới cửa, dương thần cười, tay chắn ngang người bộ trưởng Mã, chà. Bộ trưởng Mã, trò hay này còn chưa bắt đầu, ông là vai nam chính không thể bỏ đi được, trò, trò hay gì? Bộ trưởng Mã lắp bắp hỏi, Dương Thần bĩu môi, tay chỉ vào chiếc máy quay nói, lúc trước ông muốn quay cái gì? Giờ có thể quay lại rồi, Bộ trưởng Mã ngần người, ngay sau đó vui mừng nói, hay là tiểu tử ngươi cũng muốn cùng cô gái họ lưu này vui vẻ? Được, chỉ cần ngươi không nói ra ngoài, cùng lắm chúng ta cùng vui chơi với cô ấy, vừa nói. Trong mắt hắn vừa lóe lên tia lửa, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu sự việc đã bại lộ, kéo theo Dương Thần cùng làm cũng là ý không tồi, cảm ơn ý tốt của Bộ trưởng Mã, nhưng mà tôi không muốn tham gia vào cái nghệ thuật nhiếp ảnh vĩ đại này, hơn nữa diễn viên chính cũng không phải Lưu Minh Ngọc, là cô ta, Dương Thần cười quái dị nói, nói xong, Dương Thần chỉ cô gái diễm lệ đang kinh sợ trên giường, "Tôi nghĩ Bộ trưởng Mã và vị tiểu thư này cũng là chỗ quen thuộc, quay phim lại khẳng định sẽ vô cùng hấp dẫn." tạo ra cảnh vô cùng oanh liệt đó, bộ trưởng mã mặt biến sắc, bừng tỉnh nói, người muốn uy hiếp ta. Không, 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 tôi chỉ muốn giữ hình ảnh bộ trưởng mã mạnh mẽ làm kỷ niệm. Còn việc uy hiếp hay không, còn phải xem sau này bộ trưởng mã có đụng chạm tới tôi không, hoặc là có đụng chạm đến đồng nghiệp nữ của tôi hay không đã, Dương Thần cười nói vẻ vô hại. Không được, tốt nhất là người hãy biến khỏi đây ngay, ta có người quen làm luật, Cẩn thận ta cho người. Chát, không, đợi Bộ trưởng Mã nói xong, Dương Thần tát một phát vào mặt hắn. Bộ trưởng Mã đột nhiên bị đánh, chỉ cảm thấy một vùng đau rát, tay ôm lấy mặt, hai mắt mở to không tin nổi, chỉ vào Dương Thần, run giọng nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Chát, một cái tát mạnh hơn lên má phải của lão, dấu tay đỏ hồng hiện lên, "Tôi không có thời gian nói nhiều với ông, từ giờ trở đi, ông không làm theo ý tôi làm gì đó với cô kia." tôi sẽ vẫn đánh ông đánh đến khi ông làm theo mới thôi ngươi là đồ thô bì chát chát bộ trưởng mã vừa định mở miệng lại hai cái tát nổ đom đóm mắt lửa giận bốc lên hắn kêu một tiếng huơ tay lên định đánh lại vào mặt dương thần nhưng gã đàn ông quanh năm chìm đắm trong tửu sắc thì làm gì có sức mạnh gì vừa mới nhấc tay dương thần đã nhanh như chớp tát vào mặt hắn một cái nữa chát lần này tát rất mạnh bộ trưởng mã cả người ngã ngồi xuống đất nửa khuôn mặt sưng lên, bộ trưởng mã đau chảy nước mắt, sợ hãi rúc vào góc tường. Người, người đừng tới đây, ta thực sự có người quen làm luật đó, ông có ô dù hay không tôi không cần biết, nhưng nếu ông không ngoan ngoãn cởi quần áo, tôi sẽ giúp các người cười, dương thần cười như không nói, cô gái xinh đẹp trên giường đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhìn bộ mặt thường ngày vênh váo hất hàm sai khiến của bộ trưởng mã bị đánh cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra được liền run rẩy trên giường, sợ hãi nhìn Dương Thần. Bộ trưởng mã trên trán đổ mồ hôi lạnh, muốn phản kháng nhưng đánh không lại, trốn không thoát, trong lòng tuyệt vọng. Xem ra bộ trưởng mã không chịu phối hợp rồi, Dương Thần bước từng bước đến gần, duỗi hai tay như định làm gì đó. Bộ trưởng mã đột nhiên hô to một tiếng, dừng lại, khó khăn nuốt nước miếng nói, tôi, tôi nghe lời anh, nhưng anh phải hứa, tôi không làm gì lưu minh ngọc, anh không được uy hiếp tôi, Dương Thần thở dài đột nhiên đá mạnh vào đùi bộ trưởng mã một cái. á, à, bộ trưởng mã kêu đau một tiếng, cảm thấy đùi mình giống như bị rùi đâm vào. ông không có tư cách ra điều kiện với tôi, cũng không có tư cách nghi ngờ tôi. tôi hỏi ông làm hay không làm, dương thần mặt không chút cảm xúc hỏi. làm, làm, bộ trưởng mã cả đời chưa từng bị đối xử thế này. Kiểu, vu oan giá họa, mới chỉ gặp trên tivi, không ngờ mình lại phải nếm mùi rốt cục gã cũng hiểu những người trong phim vì sao không chịu nổi sẽ nhận tội mùi vị này thật khó chịu không đợi dương thần ra lệnh bộ trưởng mã từ dưới đất đi đến chỗ cô gái xinh đẹp trên giường tức giận quát tiện nhân mau cởi quần áo ra nhưng nhưng trong mắt cô gái ngân ngấn nước có vẻ không cam lòng chịu nhục nhã bộ trưởng mã tôi không muốn chát lần này đến lượt bộ trưởng mã cho cô gái một bạt tai khuôn mặt béo thô lỗ méo mó lại Bảo cười thì cười, trước mặt ta mà còn giả bộ làm trinh nữ, cô gái nước mắt chảy ròng ròng, không thể không khuất phục, bắt đầu cởi áo, cởi thắt lưng, vừa cười vừa khóc nức nở, da thịt trắng như phấn, cặp đùi đẹp vừa tròn vừa thon dài, mông hơi nở, từng phần dần dần lộ ra trên chiếc giường trải ga trắng nõn. Nếu đem cô vào những quán ăn đêm, đây đích thực là hàng cao cấp, đợi cô gái cởi hết, chỉ còn mặc chiếc áo ngực và chiếc váy ngắn dương thần cũng đã để máy quay chĩa vào đôi nam nữ hương phấn xem biểu diễn đêm xuân bộ trưởng mã vẫn thường quay phim người khác lần này chính mình lại bị quay cảm thấy không quen lắm nhưng nghĩ đến đòn hiểm của dương thần sợ không chịu nổi lão bèn ôm cô gái bắt đầu hôn khắp nơi cô gái mới đầu còn rơi lệ nhưng sau khi bị bộ trưởng mã hôn một số chỗ nhạy cảm liền hứng tình nghĩ đến dù sao mình cũng là đã là người của lão già này chẳng có gì là có thể diện không có thể diện sau lần này chắc chắn quan hệ của cô và bộ trưởng Mã sẽ càng chặt chẽ hơn. Sau này nói không chừng còn có thể sẽ được yêu đãi gì đó. Nghĩ vậy, cô gái dần dần cũng cam lòng, vì hai người đều ở trước ống kính máy quay. Bên cạnh lại có một thanh niên trẻ đứng bằng quan, lại trong tình huống bị ngược đãi này, trong lòng hai người tự nhiên nảy sinh ra vô vàn tà niệm, càng ôm càng hôn triền miên lại càng cảm thấy khoái cảm khác thương, còn hơn cả lúc hai người vụng trộm chương 66, nhìn thì đã làm sao, bộ trưởng mã cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, bất chấp ở đây đang bị quay phim lại. Cái miệng to bắt đầu gặm cắn bừa bãi trên cơ thể cô gái trẻ, hai tay cũng dùng sức nắm lấy cặp ngực mềm mại, sau đó lại dùng sức kéo bỏ cái vật làm bằng đăng tên màu đen còn trên người cô. Cô gái cũng hứng tình bắt đầu phối hợp, không ngừng hôn bộ trưởng mã, đôi tay ngọc thon dài vuốt ve tấm lưng béo tốt của hắn, dương thần nhìn hai người này tập trung như thế trong lòng cũng có lửa đốt, tuy vậy cũng không thể điên cuồng cùng vào cuộc. Người đẹp trước mắt cũng có thể xem là mỹ nữ, nhưng so với những người phụ nữ bên cạnh mình còn kém xa, huống chi hắn cũng không phải người tùy tiện, bộ trưởng Mã, không nên lãng phí đạo cụ đã mang đến, mấy thứ đồ này cũng không rẻ. Không nên lãng phí, Dương Thần cười bí hiểm nói, bộ trưởng Mã nhấc đầu ra khỏi bộ ngực chật chội của cô gái kia, mặt đỏ rực, trong mắt đầy lửa không để ý vẻ mặt tươi cười không tốt đẹp gì của Dương Thần, nhanh chóng lấy ra mấy món đồ chơi trong ngăn kéo, cũng không quản là cái gì, bắt đầu cùng cô gái kia dùng. Ôi, ôi, cô gái trước kia đã từng được dùng qua, nhưng lần này lại vô cùng kịch liệt, không ngăn được nước mắt chảy dòng, nhưng cũng không ngăn cản mà lại phối hợp hết sức với bộ trưởng mã điên cuồng hành động. Cái tiếng nức nở kia cũng trở nên vô cùng kỳ quái. Quyên rũ, phần tiếp theo của cuộc chiến ngày càng kịch liệt khi bộ trưởng mã vào phần chính của vở kịch bắt đầu dốc sức chinh phạt ngang dọc trên người cô gái, đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Màn kịch dạo đầu hai người đã diễn đầy đủ, trên chiếc giường đơn tràn ngập dấu vết của hai người điên cuồng, vị tanh hôi tràn ngập trong không khí, dương thần cũng đã xem rất hứng khởi, còn không ngừng đề nghị, bộ trưởng mã, đừng chỉ làm một động tác, thay đổi vị trí hiệu quả quay phim sẽ tốt hơn đó, trong chốt lát phòng khách đã thật sự biết thành một phòng quay phim. Dương thần ngoài chỉ đạo động tác, thỉnh thoảng còn lấy mấy ảnh chụp lại vài tấm ảnh đặc sắc, góc chụp cũng không ngừng thay đổi, không ngừng ấn nút chụp, so với lúc làm việc trên công ty hắn, chuyên nghiệp hơn nhiều. Đáng tiếc bộ trưởng mã trình độ tác chiến thực tế so với khả năng diễn trò còn quá chênh lệch, chưa quá năm. sáu phút, bộ trưởng Mã liền rút vũ khí ngã nằm úp sấp lên tấm lưng trắng bóng của cô gái, thờ hồn hển như chó Nhật, khó mà nhúc nhích nổi, cô gái không được thỏa mãn. Vặn vẹo cây mông to muốn chấm dứt màn diễn này, bộ trưởng mã hàm hồ mắng một tiếng, cũng không biết đang mắng cô gái cái gì, rồi cầm vài cái dụng cụ kỳ quái lên làm một động tác khiến cho cô gái kia lên đến đỉnh, đợi hai người đều dừng lại mới ý thức được đã làm những gì. Nhìn thấy Dương Thần hài lòng lấy ra tấm thẻ nhớ SD trong máy, họ không giấu được vẻ tuyệt vọng. Anh, anh sẽ giữ lời hứa không truyền việc này ra ngoài chứ, bộ trưởng mã cẩn thận hỏi, lấy tay che miệng giọng rất nhỏ chỉ cần ông ngoan ngoãn một chút tôi nhất định không dành để chơi với ông bộ trưởng mã nhẹ nhàng thở ra nhưng để yên tâm hơn nói thêm lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ đề bạt anh với phòng nhân sự và các cấp cao để anh sớm thăng chức dương thần cười nói những thứ đó không quan trọng nhưng tôi nghĩ tốt nhất ông nên mang người phụ nữ của ông mau rời khỏi đây tôi không muốn gặp lại ông cả đống thiết bị này ông cũng cầm về đi bộ trưởng mã lập tức run rẩy vơ vội nắm quần áo bị ném dưới đất mặc vào, đồng thời dục cô gái đang nằm mềm nhũn trên giường cũng mặc quần áo, đợi hai người họ khoác túi lên, mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa giống như chạy thoát thân. Dương thần không quên nhắc nhở, để tiền thuê phòng lại, một chút tôi đi trả phòng, bộ trưởng mã lào đảo vội vàng rút ra mấy tờ tiền lớn đặt lên giường, mới gượng cười cùng cô gái kia đẩy cửa chạy ra, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào, hai người vừa mới đi khỏi. Dương thần thu dọn đơn giản mấy đồ vật trong phòng mới ngồi xuống đầu giường nơi Lưu Minh Ngọc đang ngủ, khẽ cười nói, Minh Ngọc tỷ, chị đừng giả bộ ngủ nữa, mặt đã đỏ thế này rồi, ai không biết lại tưởng chị sốt cao, Lưu Minh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, vì thẹn thùng nên hàng mi có chút run rẩy, một khuôn mặt hiền lành, vô cùng xinh đẹp, khiến người khác bị hấp dẫn không thương tiếc, cô chậm rãi bò dậy, cả người bồn rùn không còn sức lực tựa đầu vào thanh giường, ngượng ngùng nhìn Dương thần nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi anh sớm đã biết tôi tỉnh rồi cảnh lúc nãy chắc chắn không thích hợp để tỉnh lại cho nên tôi bắt bọn họ làm nhanh lên sợ làm chị bị nghẹn mất dương thần trả lời chi tiết lưu minh ngọc cắn cắn đôi môi như cánh hoa thản nhiên cười anh thật đúng là người xấu bọn họ sắp bị anh đùa cho đến chết rồi giống như giết heo vậy tôi không chơi bọn họ bọn họ sẽ nghĩ cách chơi lại chị tôi nghĩ chị sẽ không vô tư đến mức quên mình vì người khác chứ gì mà quên mình vì người khác đừng nói linh tinh lưu minh ngọc hờn rỗi lườm dương thần một cái nói nhưng vẫn phải cảm ơn anh tôi đã chịu chấp nhận số phận rồi không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện đối với lưu minh ngọc mà nói tất cả những việc trước mắt thay đổi quá đột nhiên dương thần xuất hiện giống như đem cô từ đáy vực sâu kéo lên thiên đường nếu không phải tôi luyện trên thương trường mấy năm nay cô đã sớm không kìm nổi mà khóc lớn nhưng không nghi ngờ gì nữa lòng cảm kích của cô đối với Dương Thần càng sâu đậm hơn. Dương Thần nhún vai, không có gì, nhưng tôi rất tò mò. Lưu Minh Ngọc, chị có cảm tưởng gì với cảnh quay lúc nãy? Nhìn Dương Thần lộ vẻ mặt quái dị, Lưu Minh Ngọc chỉ thấy tim đập thình thịch, có chút cảm giác kỳ lạ, cúi thấp đầu xuống, vuốt vuốt mái tóc dài còn rối. Tôi chỉ nhìn một chút, không biết gì cả, nhưng tôi nhớ rõ, bọn họ bắt đầu hôn nhau không lâu, chị còn mở mắt ra, Minh Ngọc tỷ lẽ nào đã quên rồi. Lưu Minh Ngọc rốt cuộc không chịu nổi cái đề tài ám muội này, chồng người lên hai tay đập vào sau lưng Dương Thần mấy cái, nhưng má lúng đồng tiền ửng đỏ nói, đúng vậy. Tôi nhìn rồi, nhìn rồi thì đã sao, không phải là đồ Lưu Manh là anh hại tôi sao, Minh Ngọc tỷ, chị phải làm rõ, người hại chị là bộ trưởng mã, tôi chỉ là đặc biệt quan tâm đến cứu chị thôi. Dương Thần ra vẻ chính nghĩa nói, biết rõ tôi đã tỉnh còn bắt bọn họ làm, làm mấy chuyện hạ lưu chắc chắn anh có ý đồ xấu, Lưu Minh Ngọc oán trách, nhưng lập tức đôi mắt đẹp đảo một cái, hỏi, dù sao anh cũng kết hôn rồi, thật là không đàng hoàng, không phải anh và bà xã cũng chơi như vậy chứ, Dương Thần nghẹn lời, nghĩ đến việc cùng Lâm Nhược Khê chơi mấy trò chơi kích thích này, bỗng dùng mình, vậy không phải là đem cắt tiểu huynh đệ của chính mình đi sao? Cuối cùng xấu hổ cười khổ vài tiếng, chuyện này đừng nói nữa, chị Minh Ngọc, chị thu dọn đi. Chúng ta nên về công ty thôi. Lưu Minh Ngọc cũng không tiếp tục nữa. Cao mày, gật đầu nói, chỗ này mùi kinh quá. Chúng ta mau đi thôi. Lúc hai người đi ra từ khách sạn Lưu Vân, đã là lúc ăn trưa. Lưu Minh Ngọc tuy có phần kinh sợ, nhưng cũng có phần vui mừng. Cô nhìn đồng hồ do dự nói với Dương Thần. Dương Thần, tôi phải cảm ơn anh. Tôi mời anh ăn trưa, thế nào? Đương nhiên là được, nhưng mà tôi ăn nhiều lắm. Chị Minh Ngọc có mang đủ tiền không? Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần đồng ý, vui mừng lườm hắn một cái nói, anh cứ ăn no, ăn ngon là được. mươi 67, nguyên nhân chưa nhận ra, ngồi vào xe của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc có chút bất ngờ, thật không ngờ, anh hàng ngày đi mua đồ ăn sáng cho chị em trong văn phòng đều là DBMW, thật khó tin anh lại lại thiếu ra nhà giàu, Dương Thần cũng không chút ngượng ngùng nói, tôi cũng không phải thiếu ra gì, xe này thật ra là của bà xã tôi. Minh Ngọc tỷ, chị có thể coi như tôi là công tử bột được bà vợ giàu có nuôi. Lưu Minh Ngọc cười, anh không phải công tử bột. Hơn nữa, so với công tử bột anh còn hữu dụng hơn nhiều. Trong khi hai người nói đùa, Dương Thần khởi động xe chạy ra đường rồi mới hỏi. Minh Ngọc tỉ, đám video và ảnh vừa chụp, chị tính xử lý thế nào? Lưu Minh Ngọc trầm mặc một lát, nói, anh cứ giữ đi, không thì đem vứt đi. Chị không cần à, cần cũng chẳng làm gì. Tôi nghĩ sau chuyện này, bộ trưởng mã sẽ không dám làm gì đâu tôi chỉ là nhân viên bình thường trong xí nghiệp tôi không nghĩ là có thể gây ra phiền toái như vậy chỉ cần không ai đến cố ý làm tổn thương tôi là được rồi trong giọng cô có phần bất đắc dĩ nhưng những lời này rất thật lòng dương thần cũng đoán được như vậy không bất ngờ gật gật đầu cũng không nói tiếp chủ đề này nữa liền hỏi vậy xin hỏi quý cô xinh đẹp bữa trưa coi như là cảm ơn tôi chúng ta đi ăn ở đâu đây lưu minh ngọc có chút khó nghĩ sờ sờ chán nói đi đường danh thắng đi ở đó có mấy nhà hàng không tồi nhìn chị có vẻ rất mệt có phải là buồn ngủ không dương thần chú ý động tác nhỏ của lưu minh ngọc ừ có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng lưu minh ngọc cũng không che giấu gì cô cũng thực sự thấy buồn ngủ dương thần nhíu nhíu mày nói vậy đừng đi ăn vội tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi trước nhé cảm ơn lưu minh ngọc trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua đột nhiên phát hiện ra người đàn ông bên cạnh lại có một mặt khác rất cẩn thận săn sóc chu đáo cứ đi anh đi tôi chỉ hơi buồn ngủ nhưng tôi cũng đói bụng nữa theo ý lưu minh ngọc hai người nhanh chóng đi vào một cửa hàng quảng đông có vẻ là một quán ăn trong chuỗi nhà hàng gia đình tuy không cao cấp lắm nhưng cũng phù hợp với thói quen dùng bữa của cuộc sống nhộn nhịp của thành phố hai người mới ngồi xuống chưa lâu đồ ăn đã nhanh chóng được mang lên dương thần sáng sớm chưa ăn sáng no đã giúp lưu minh ngọc giải quyết chuyện rắc rối kia giờ bụng đã đói đến mức không chịu được bắt đầu ăn ngấu nghiến anh không chú ý hình tượng một chút à giống như là ba năm rồi chưa ăn cơm vậy lưu minh ngọc không kìm nổi cười nói mấy cái hình tượng này nọ chỉ dành cho trai gái mới yêu thôi tôi cũng đã kết hôn rồi hình tượng không đáng tiền dương thần vừa nhai một miệng thức ăn to vừa nói hai người đang nói chuyện phiếm đằng sau lưng lưu minh ngọc đột nhiên đi đến mấy người cả nam cả nữ người phụ nữ ăn mặc rất đẹp dáng người nhỏ nhắn sau lưng là hai gã đàn ông mặc vest có vẻ như là vệ sĩ trùng hợp quá không ngờ lưu minh ngọc tiểu thư cũng hẹn đàn ông đến nơi này ăn cơm người phụ nữ nghiền ngẫm liếc mắt nhìn hai người nói lưu minh ngọc có chút khác thường nhưng lại lập tức tươi cười như hoa đứng lên nói vương tiểu thư không phải cũng vậy sao hơn nữa lại còn đi cùng hai vị này nữa. Bọn họ chỉ là trợ thủ của tôi, chúng tôi vừa mới bàn xong công việc ở một công ty gần đây nên cùng vào đây ăn cơm thôi. Không biết xưng hô thế nào với bạn trai của Lưu Tiểu Thư, Dương Thần có chút không nỡ buông bát xuống, cười nói, tôi họ Dương, Dương Thần, Vương Duyệt, rất vui được biết anh, Vương Duyệt vươn tay, vẻ mặt tự tin tươi cười, Dương Thần nhẹ nhàng bắt tay Vương Duyệt, rồi lại ngồi xuống cầm bát bắt đầu ăn tiếp. Vương Duyệt ánh mắt khinh nhiệt, cười lạnh nói, không biết Lưu Tiểu Thư và Dương Tiên Sinh là quan hệ gì? Hay Dương Tiên Sinh là trợ thủ đắc lực Lưu Tiểu Thư mới tìm được? Lưu Minh Ngọc không chịu lùi bước, cười quyến rũ nói, Dương Thần chỉ là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đi làm chút việc, nếu nói là trợ thủ đắc lực, e là không được, đắc lực như hai trợ thủ của Vương Tiểu Thư. Hơn nữa họ thân hình to lớn, chắc chắn có thể làm Vương Tiểu Thư vừa lòng hai người phụ nữ đối chọi gay gắt ánh mắt nhìn nhau sắc như dao khiến dương thần đang ăn cơm có cảm giác nhiệt độ trong không khí giảm đi vài độ lưu tiểu thư khách khí rồi tôi thấy dương tiên sinh ăn được như vậy chắc chắn là rất khỏe giúp lưu tiểu thư làm việc chắc chắn có thể bỏ sức lực rất lớn đúng rồi dương tiểu thư đói như vậy chắc là đã hao phí rất nhiều công sức rồi xem ra lưu tiểu thư cần dương tiên sinh làm rất nhiều việc rồi vương duyệt làm vẻ mặt nghi ngờ một người ăn khỏe sức cũng không bằng hai người hai người cũng có thể làm một số việc một người không làm được cô nói xem có phải không vương tiểu thư lưu minh ngọc cũng không keo kiệt chút nào đáp trả ngay các cô đấu võ mồm thì cứ đấu nhắc đến tôi làm gì giữa ban ngày một cô gái lưu manh như vậy thế giới này thật khó sống dương thần không ngừng oán hận vì cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này mà cảm thấy rối rắm vương tiểu thư thứ lỗi tôi nói thẳng cô rất giống một diễn viên điện ảnh mà tôi hâm mộ dương thần ngẩng đầu thật thà nói không có cô gái nào không thích được người khác khen ngợi đặc biệt là các cô gái trẻ như vậy vương duyệt cũng có chút ít tiếng tăm về nhan sắc nghe dương thần nói vậy vương duyệt lộ ra vẻ kiêu căng làm bộ như không có gì nói ô là ai vậy dương tiên sinh cũng đánh giá tôi cao quá rồi tôi so ra còn không bằng tiểu thư lưu minh ngọc danh tiếng về sắc đẹp đã lan xa dương thần rất cẩn thận nhìn vương duyệt vài lần thì thào khen thật sự là càng nhìn càng giống tôi thường xuyên xem phim của cô diễn viên ấy tôi nhớ rõ tên cô ấy là tùng đảo phong không biết vương tiểu thư đã nghe qua chưa vương duyệt vừa mới đắc ý nghe xong lập tức mặt biến sắc tức giận hừ lạnh một tiếng dương tiên sinh nói thực hay đùa vậy đó là diễn viên nào tôi thật sự không biết không biết cũng là chuyện thường dương thần thở dài nói tôi cũng khá quen thuộc với vị tùng đảo đại tỷ kia vừa nhìn vương tiểu thư tuy cảm thấy khá giống nhưng trong chốc lát không nhận ra tôi cố gắng tìm nguyên nhân giờ đã tổng kết ra rồi chủ yếu là bởi vì có mặc quần áo nên tôi không nhận ra vương duyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng nổi giận đùng đùng không ngừng dậm chân trừng mắt nhìn dương thần sau đó nhanh chóng cùng hai gã trợ thủ rời khỏi nhà hàng lưu minh ngọc ngồi cạnh không kìm nổi che miệng cười thành tiếng anh thật là xấu tính, không ngờ lại đánh đồng vương duyệt với đào hát Nhật Bản, xem ra đêm nay cô ta không thể ngủ được rồi. Là do cô ta tự hước lấy, không có việc gì đến quấy giày tôi ăn cơm làm gì, Dương Thần oán giận nói, cô ta là nhân viên quan hệ xã hội của công ty khác, rất thường gặp tôi, rất nhiều khách hàng trong tay cô ta bị tôi cướp đi cho nên cứ nhìn thấy tôi là cô ta phải cãi ầm ĩ vài câu, Dương Thần hứng chí nói, chẳng trách công trạng của Minh Ngọc Tỷ năm nào cũng đứng đầu xinh đẹp đúng là phương pháp độc nhất vô nhị. Lưu Minh Ngọc cũng không phủ nhận, vuốt lại mái tóc mềm mại, cười nói, nghề này chính là như vậy, nhưng anh cũng đừng hiểu sai, kỳ thực cùng những công ty lớn đàm phán, nhiều nhất cũng chỉ là bị ngắm nhìn soi xét, nếu muốn động thủ thật sự, không cần chúng ta ngăn cản, cấp trên của công ty đối phương sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Trừ phi bọn họ không muốn làm việc nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không dám làm bậy những công ty lớn rất coi trọng danh dự và những bình luận trong giới doanh nghiệp kỳ thực những người ngoài có rất nhiều thành kiến với người làm về quan hệ xã hội nhưng đó là chuyện chẳng có cách nào khác giống như vương duyệt bị tôi cướp mối làm ăn nói với người khác tôi không phục vụ đặc biệt làm sao họ tin được dương thần gật gật đầu cười gian nói đúng rồi hóa ra chị minh ngọc cũng biết chị tùng đảo xem ra cũng có nghiên cứu về phương diện này những việc này một cây làm chẳng nên non con nam không có nữ sao làm được, phụ nữ cái gì cũng không biết sao làm đàn ông có hứng được. Phụ nữ biết việc này có gì không ổn, Lưu Minh Ngọc không chút xấu hổ đáp lời, Dương Thần không biết nói gì khác, giơ một ngón cái lên với Lưu Minh Ngọc, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. mươi 68, Người Tùy Tiện, sau khi cơm nước xong xuôi, Lưu Minh Ngọc đúng là vẫn còn buồn ngủ. Kết quả là Dương Thần đưa cô về nhà trọ rồi mới trở về công ty quốc tế Ngọc Lôi lúc trở lại phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội, không ít nữ đồng nghiệp mặt mang vẻ quái dị nhìn mình mỉm cười. Dương thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bèn hỏi Trương Thái vốn hoạt bát. Trương Thái, mọi người làm sao vậy? Trương Thái đang cầm gói kẹo kêu kêu ăn vặt, dáng người đầy đặn không chỉ do trời sinh. Việc bồi bổ, sau này cũng là một cách, nhưng phải làm vừa đủ. Chỗ cần béo thì béo một chút, chỗ cần gầy thì không thể béo lên. Tất nhiên Trương Thiếu Phụ làm rất xuất sắc anh đi đâu thế? Trương Thái hỏi lại, ra ngoài làm chút việc, Dương Thần còn chưa to gan đến mức đem việc quay chụp bộ phim nhỏ nói ra. Trương Thái buông kẹo đứng dậy, bộ ngực như ngọn núi nhỏ đối diện ngực của Dương Thần, khuôn mặt tròn tròn xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước, khiến Dương Thần trột dạ. Làm việc gì? Làm cùng với ai hả đồng chí Tiểu Dương? Ồ, Dương Thần ngửi được mùi nước hoa cô cô trên người Trương Thái, nhìn khuôn mặt trắng, nõn mịn màng trước mặt, rất muốn cắn cho mấy phát, từ từ nói, đi một mình, làm chút việc nhỏ, Trương Thái bật cười, hờn dỗi lườm Dương Thần một cái, còn giả vờ à, Minh Ngọc Tỷ vừa gọi điện đến xin phép, nói là anh đưa chị ấy về, cái cô Lưu Minh Ngọc này thật là không biết phối hợp, trong lòng Dương Thần hơi oán hận, chỉ xấu hổ cười cười, đi về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất đầy bàn làm việc, chiếc ghế quay bị đẩy đến bên cạnh Dương Thần. Sắc mặt cô mờ ám hỏi han. Anh và Minh Ngọc tỷ đã làm gì? Không phải Minh Ngọc tỷ bị đẩy ngã chứ? Mấy cô gái này thật đúng là to gan, Dương Thần lại có thêm nhận thức mới, cho tới giờ đều là mình đùa giỡn với phụ nữ, sau khi vào công ty quốc tế Ngọc Lôi lại ngược lại, thường xuyên bị nhóm phụ nữ này đùa giỡn, Dương Thần cũng thấy kỳ quặc, rốt cuộc cũng hiểu được lẽ phải, chính quyền sinh ra từ nòng súng, lại càng nguy khốn, nghĩ đến, người không biết xấu hổ là vô địch, kết quả là một bàn tay dương thần lặng lẽ vuốt ve lên đùi Triệu Hồng Yến, lại chậm rãi kéo dài đến dưới chiếc váy ngắn màu đen của cô. Triệu Hồng Yến hôm nay mặc chiếc quần tất lưới ô vuông đen rất dạn dĩ, những đường cong hỗn loạn của da thịt trắng nõn dưới chân lộ ra, bị phân cách từng tảng từng tảng một, đôi chân ngọc dẫm lên đôi xăng đan cao gót cũng màu đen, lộ ra những chiếc móng chân được sơn màu hồng nhìn rất huyễn hoặc, rất hợp với khí chất của người phụ nữ trang phục của thành phần tri thức ở thành thị vừa hay làm lộ ra nét xinh đẹp, phong tình của cô gái văn phòng, mãnh liệt tấn công thị giác, hoàn toàn không có quý bà công sở trong phim của quốc đảo nào đó có thể so sánh được, đột nhiên cảm nhận được dấu tay của dương thần ở trên đùi mình. Triệu Hồng Yến cả người đầu tiên là cứng đờ, sau đó một bàn tay vội vàng tóm lấy cổ tay Dương Thần. Dương Thần, anh muốn chết à? Giữa chôn đông người bị nhìn thấy thì sao? Ai bảo chị hỏi lộ liễu như vậy? tôi không háo sắc một chút làm sao xứng đáng với phán đoán của chị về tôi. Huống hồ chị lại ăn mặc mê người như vậy, chẳng lẽ không phải để đàn ông thưởng thức, dương thần sắc mặt thản nhiên, dường như không xảy ra chuyện gì, chỉ là cùng triệu hồng yến bản chút chính sự, hơn nữa nghe cách chị nói. Dường như chỉ cần không bị ai thấy là tôi có thể tùy tiện sờ soạn rồi, Triệu Hồng Yến chưa từng gặp qua cảnh này trong văn phòng, cả khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, khiến vẻ dịu dàng, quyên rũ càng lớn. Cô lườm Dương Thần một cái như có ý khiêu khích, anh đừng có làm bậy, tôi đã có chồng, chúng ta quan hệ tốt thế nào cũng chỉ là đồng nghiệp, tôi không phải loại người mà anh nghĩ, tôi cũng vậy, cũng có vợ rồi, cũng không phải người tùy tiện. Tôi chỉ sợ lúc tùy tiện anh không phải là người, Dương Thần nhấn mày nói, thật không may là chị nói đúng, nói xong, tay Dương Thần mạnh mẽ phá khỏi hàng phòng thủ bằng tay yếu ớt của Triệu Hồng Yến lại tiến thẳng lần nữa đến khi bàn tay to tìm được chỗ bắp đùi của cô. Anh, anh đừng như vậy, Triệu Hồng Yến có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ bàn tay chạy dọc theo da đùi đến phía dưới bụng. Nhưng cô không lập tức nhanh chân chạy đi mà lại vội vàng dùng hai tay kéo váy xuống, chỉ đủ để người khác không nhận ra sự khác thường, bắp đùi ấm áp, mềm mại khiến dương thần có sự hưởng thụ tuyệt hảo. Vì căng thẳng nên Triệu Hồng Yến kẹp đùi rất chặt còn hơi run rẩy mấy ngón tay dương thần thậm chí đã chạm đến chiếc quần lót lụa của triệu hồng yến hơi vuốt ve còn cảm giác có vài sợi lông dương thần biết đó là gì khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà triệu hồng yến lại ngượng ngùng gục đầu xuống yêu ớt rên gì đừng đừng như vậy mà mau rút ra đi chị bảo tôi rút tay ra nhưng lúc trước lại không tự tránh đi cũng không gạt tay tôi khỏi đùi giờ tôi chạm đến chỗ ấy chị lại kéo vay xuống để không ai nhìn thấy Dương thần không biến sắc, chậm rãi tiến đến gần chiếc khuyên tai trong suốt của Triệu Hồng Yến, thổi một luồng khí nóng lên tai cô. Triệu Hồng Yến giật mình một cái, mặt đỏ bừng đến tận tai, may là hai người quay lưng về phía những người khác trong văn phòng, cho nên không ai thấy điều gì khác thường. Phụ nữ luôn rè rặt, nhưng thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao, giọng dương thần dường như có sự mê hoặc. Triệu Hồng Yến hơi dương mắt như làn sóng xuân nhẹ nhẹ, lườm dương thần một cái để anh được thể còn làm nhục người khác cẩn thận tôi kêu to lên thật kêu anh dâm tặc quấy rầy tôi dương thần không trả lời chỉ hơi động đậy ngón tay dưới váy khi ngón tay đã chạm đến chỗ mẫn cảm nào đó yên lặng vẽ một vòng tròn nhỏ lên đó á à, triệu hồng yến rên khẽ một tiếng vội vàng che đôi môi anh đào của chính mình lại chỉ cảm thấy chỗ ngón tay dương thần có sự kích thích mãnh liệt suýt nữa không nhịn được kêu lên thành tiếng ở trong văn phòng xung quanh toàn là đồng nghiệp lại có gã đàn ông trẻ tuổi tay chạm vào chỗ bí mật nhất của mình ngón tay còn nhẹ nhàng cử động chính mình lại không ngăn cản còn làm vẻ che giấu sự tình triệu hồng yến đến giờ vẫn không nghĩ mình lại có một mặt như vậy nhưng sự kích thích kỳ lạ lúc này lại khiến cô muốn ngừng mà không được chấp nhận tình hình như vậy rất nhanh triệu hồng yến liền cảm nhận được giữa hai chân có chút ẩm ướt làm ẩm ướt cả chiếc quần nhỏ cứ như vậy triệu hồng yến cảm giác chính mình sẽ không chịu nổi mà kịch liệt sảng khoái bày ra ngay trong phòng làm việc, ngay trước mặt mọi người, reng, reng, đột nhiên, điện thoại trên bàn của Triệu Hồng Yến vang lên, giống như một hồi chuông cảnh báo khiến cho Triệu Hồng Yến đang ngây ngô hốt hoảng đem ghế xoay về chỗ ngồi, nghe điện thoại, tay dương thần cũng theo khe đào nguyên đó rút ra, nhưng đầu ngón tay còn lưu lại vết dinh dính, Triệu Hồng Yến thở gấp. Sau khi nghe điện thoại xong mới tức giận quay người lại, hung hăng chừng mắt nhìn Dương Thần, đều tại anh, còn cả buổi chiều bên trong tôi đều ẩm hết, khó chịu chết đi được. Ai ngờ chị nhiều nước như vậy, Dương Thần cười, trà sát ngón tay vài cách, Triệu Hồng Yến lập tức không tức giận nữa, quay người đi không thèm để ý đến Dương Thần nữa. Cô quả muốn tìm kẽ hở để chui xuống, sự việc hôm nay quả là rất mất mặt, nhưng cũng chỉ có cô biết, lúc này trong lòng cô ngoài ngượng ngùng, hối hận, lại còn có một vị ngọt gì đó trước nay chưa từng có, đùa giỡn xong bà chị đồng nghiệp. Dương Thần trong lòng cũng sảng khoái lên nhiều, đang chuẩn bị mở máy tính chơi trò mà hắn cho là có chỉ số thông minh cao thì điện thoại của hắn rung lên, cuộc điện thoại gần nhất, hắn nhận không phải chuyện tốt. Khi Dương Thần nhận cuộc điện thoại này, hắn mới biết những cú điện thoại trước đây nhận đều chẳng là chuyện gì lớn, sao điện thoại là do Vú Vương gọi, giọng điệu bà run rẩy, kinh hoàng, lại có lẫn tiếng khóc, "Cậu, cậu chủ, tiểu thư, tiểu thư bị bắt trói rồi." Chương 69, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nhược Khê bị trói đi, cô ấy không phải đang ở trong viện tĩnh dưỡng sao? Vú Vương, Vũ nói rõ xem nào, có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Thần sau khi bị chấn động đã bình tĩnh lại, tôi vừa mới nhận được điện thoại lão gia gọi tới. Nói rằng cậu chủ phải đến kho hàng số 84 ở phía đông cảng Trung Hải, tiểu thư và mạc tiểu thư đều bị bắt đi. Còn, còn không cho chúng ta báo cảnh sát, bằng không sẽ, nói đến đoạn sau, Vũ Vương đã khóc không thành tiếng. Vũ Vương, Vú đã xác nhận lại chưa xác nhận rồi vũ vương nói các y tá ở bệnh viện cũng đều sốt ruột mạc tiểu thư cùng tiểu thư đi tản bộ ở trong vườn mãi không thấy trở về hiện giờ tôi đã dặn phía bệnh viện tạm thời giữ bí mật nhưng mà giấy không bọc được lửa phải làm gì bây giờ không ngờ hai người phụ nữ bên cạnh mình lại xảy ra chuyện dương thần chỉ biết hối hận đã không đánh cho lâm khôn một trận phát điên luôn người này vẫn còn có một ưu điểm đó là ý chí rất kiên quyết chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Vũ vương, Hú đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này, ở nhà chờ tin tức của tôi. Dương thần trấn an vú vương vài câu rồi ngắt điện thoại, dương thần cảm thấy kỳ quái, về lý thì theo như thủ đoạn của lâm khôn, không thể bắt cóc hai cô gái còn sống còn đi lại ngay trong vườn ở bệnh viện, lại còn bắt đến chỗ cảng Trung Hải, tất nhiên chuyện này làm được phải có cao thủ giúp đỡ. Nhưng việc lần trước hứa trí hoành làm đã làm tổn hại đến lâm nhược khê. Hắn sẽ không thể ra tay giúp Lâm Khôn, như vậy thì là ai làm? Tuy biết Lâm Khôn có ý đồ dụ mình đến để trả thù, tạm thời sẽ không làm tổn hại gì hai người phụ nữ kia, nhưng chỉ sợ hắn làm gì đó với họ, Dương Thần vẫn quyết định nhanh chóng hành động, các cô gái trong văn phòng ánh mắt kinh ngạc, Dương Thần vừa trở về không bao lâu giờ lại chạy như bay ra khỏi văn phòng, khiến các cô ngơ ngác nhìn nhau, Cảng Trung Hải là một trong những hải cảng lớn nhất Hoa Hạ, chiếm diện tích đất rộng rãi không tự thể nghiệm sẽ không cảm nhận được sự rộng lớn ở đây giống như cả trăm sân bóng ghép thành một cùng rộng lớn không ít bến tàu kho hàng đã đến giai đoạn xuống cấp đặc biệt là mùa ế hàng ít hàng vận chuyển trên biển rất nhiều nơi để chống cả ngày không thấy một bóng người biển rộng mênh mông xanh thẳm trong tiếng sóng hải cảng lại càng có vẻ vô cùng lạnh lẽo tiến vào khu vựa phía sau hải cảng chiếc xe có thể chạy như bay trên mặt đất bằng phẳng nếu ở xa nhìn lại chiếc xe trắng giống như một quả tên lửa xẹt qua ven bờ hải cảng. Dương thần quan sát hết sức chăm chú, vừa dẫm chân ga vừa nhìn số hiệu của các kho hàng ven đường. Lái xe về phía đông gần 10 phút mới tìm được kho hàng in số 84, màu đỏ thật to. Cả kho hàng nhìn có vẻ lâu năm không được tu sửa, cửa sắt loang lồ mờ rộng, ở cửa đất đá, vôi phấn, vật liệu bỏ đi chất đống, bừa bãi không chịu nổi, càng đến gần mục tiêu, dương thần lại càng có vẻ bình tĩnh nói thật cụm từ bắt cóc này trước kia vẫn là hắn làm với người khác không ngờ giờ lại có người đến bắt cóc người phụ nữ của hắn mặc dù vị tiểu thư lạnh như băng nào đó không nghĩ vậy nhưng điều đó cũng đủ khiến dương thần giờ khóc giờ cười từ từ đóng cửa xe dương thần liếc mắt nhìn quét qua kho hàng một cái không khỏi nhíu mày tuy rằng rất khó bị phát hiện nhưng sự nhạy bén giúp dương thần có thể đoán ra ở vài góc bí mật trong kho hàng đã bố trí sẵn mấy người chuyên nghiệp làm trinh sát, góc độ vừa phải có thể quan sát từng chi tiết trong kho hàng. Nếu hắn đoán không nhầm, trong tay họ còn có súng cỡ chung, đó là một đội quân chuyên nghiệp cấp quốc tế. Dương thần cảm thấy việc này bắt đầu trở nên rất thú vị, thậm chí có phần hưng phấn khác thường. Sau khi đi vào cửa lớn của kho hàng, có thể ngửi được mùi mục nát, cô kỹ, trước mặt là nền kho chống trải. Ánh nắng chiều vào từ ô cửa sổ khiến kho hàng có vẻ đục ngầu bởi bụi đất bay trong không khí. Ở một góc kho hàng, Dương Thần nhìn thấy hai bóng dáng yếu đuối đang bị trói. Chỉ thấy Lâm Nhược Khê và Mạc Tiện Ni lúc này đang cùng ngồi trên một chiếc ghế, một chiếc dây da trói tay chân hai người lên ghế. Họ quay lưng vào nhau, không nhìn thấy lẫn nhau được. Trước mặt họ, một đám thanh niên mặc áo ngắn tay trông rất mạnh mẽ súng lại, có khôi ngô, có gầy gò, nhưng phần lớn nước da ngăm đen chắc chắn là do nhiều năm phơi nắng. Điều khiến Dương Thần chú ý chính là lúc nhìn thấy hắn, đám thanh niên này chẳng lộ ra vẻ gì, dường như không để tâm đến hắn, vẫn nói chuyện với nhau như trước, việc khiến Dương Thần càng nghiền ngẫm hơn là trên tay trên lưng bọn đều cầm vũ khí, gần như tất cả đều là AK47, M16 và súng trường hỏa lực khá mạnh, đám súng ống đó vốn không có gì đặc biệt, nhưng lại xuất hiện ở Hoa Hà nếu là ở nước ngoài như nước Mỹ dù có người cầm M16 đi khắp phố Dương Thần cũng chẳng thèm để mắt tới. Nhưng một đám người cầm súng ở đây thì thật khó thấy, thật quá kỳ lạ, Dương Thần rất rõ ràng. Cái tổ chức ngoan cố tự xưng là người bảo vệ hoa hạ, cũng không phải là tuổi phùng, muốn thoát khỏi tay mắt bọn họ, đến Trung Hải bắt cóc người khác. Đích xác là năng lực rất lớn, ngay lúc Dương Thần còn đang nghĩ ngợi, Lâm Khôn đang cười nịnh đám thanh niên rốt cục đã phát hiện ra, trên khuôn mặt đó lộ ra vẻ thù hận nhe răng cười độc ác lâm tiên sinh người này chính là người ông muốn bắt sao một gã mặc áo trắng không có tay quần dài dằn di quân dụng người thanh niên tóc ngắn này có vẻ là tù lĩnh trên tay cầm một khẩu xa ưng chỉ có quân nhân hùng mạnh thật sự mới có thể sử dụng cũng là người duy nhất cầm súng lục trong cả đám người gã dùng tiếng anh hỏi lâm khôn dương thần lúc này đã đến gần nghe thấy khẩu âm tiếng anh không khỏi ngẩn ra đó là khẩu âm việt nam hóa ra đó là người việt nam đúng vậy lòng tiên sinh tôi hy vọng anh có thể bắt được hắn tôi muốn tự tay tiễn hắn xuống địa ngục lâm khôn hung tợn nói cùng lúc đó lâm nhược khê và mạc thiện ni ngồi trên hai chiếc ghế cũng đã nhìn thấy dương thần đi tới lâm nhược khê thần sắc phức tạp nhìn dương thần khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt tuyệt vọng còn mạc thiện Nhi lại có vẻ quật cường xem lẫn kinh ngạc dường như không tin dương thần sẽ vì hai người họ mà đơn thương độc mã tiến đến người đàn ông họ Long cao lớn liếc mắt một cái đánh giá dương thần, mặt không chút thay đổi nói, Lâm tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thuê chúng tôi thật không đáng giá, nếu chỉ là xử lý người này, chỉ cần một người anh em thủ hạ của tôi là đủ, vài người thanh niên cường tráng dùng súng đại hán tươi cười vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên là rất đồng ý với thủ lĩnh của mình, Lâm khôn nghiến răng nghiến lợi nói, không, Long tiên sinh, Chờ ta xử lý tiểu tử này rồi sẽ lấy lại cổ phần thuộc về ta từ đám tiện nhân kia, số tiền tôi đưa các anh không đáng gì cả." Nói xong, trên mặt toát lên dục vọng cuồng nhiệt, nhìn về góc Lâm Nhược Khê, "Thực ra, mấy năm nay lãng phí vô độ đã khiến số cổ phần ở công ty quốc tế Ngọc Lôi của Trần Khôn vốn là 30% hiện giờ 1% cũng không có. Lão không ngừng mang cổ phần của chính mình đi bán cho các cổ đông khác, khiến lão dần dần đi vào đường chết." giờ lão đã bán sạch cổ phần còn lại của mình liều chết một phen lâm nhược khê không sợ hãi nhìn lâm khôn giống như không có chút dao động tình cảm nào thản nhiên nói lâm khôn ông thật khiến tôi thất vọng cô ý thức được người đàn ông này đã không có đường quay đầu lại cho nên gọi thẳng họ tên chứ không xưng hô bố con chỉ là không ngờ trong tình cảnh gay gâu này người kia lại không có liên quan gì đến tất cả đám đàn ông kia không ngờ hắn lại thản nhiên đến đối mặt với hết thầy hậu quả xấu vốn không nên giáng xuống người hắn. Lâm Nhược Khê áy náy nhìn Dương Thần, tuy rằng người đàn ông này cho cô ấn tượng không tốt, nhưng hắn có thể vì cô mà một mình đến đây, Lâm Nhược Khê nói không cảm động thì là giả. Lâm Khôn, ông không phải đàn ông, sao ông có thể đối xử với con gái mình như vậy, Mạc Thiện Ni tính tình mạnh mẽ, lúc này rốt cục không kìm nổi chửi ầm lên, Lâm Khôn cười to vài tiếng mắt lộ ra vẻ tà ác nhìn Mạc Thiện Ni, cái đồ nha đầu thối này, ta sớm đã thấy ngươi không vừa mắt, đợi mọi việc xử lý xong xuôi, ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận. Trước kia bà lão đó nếu không che chở cho ngươi, ta đã ném ngươi lên giường vài trăm lần rồi. Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Chỉ là một con chó cái lâm ra nuôi thôi. Đồ vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, Mạc Thiện Ni khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên, dãy ruộng, muốn thoát thân nhưng cách trói chuyên nghiệp khiến cố gắng của cô đều là vô ích dương thần thấy ánh mắt áy náy của lâm nhược khê nhìn mình lại thấy nữ thủ trưởng sâu tính mạc thiện ni dũng cảm phản kháng trong lòng không khỏi có cảm nhận tốt đẹp về hai người phụ nữ này một người làm rõ sai trái biết cảm ơn một người lại dũng cảm không sợ cường quyền đáng tiếc trong dòng sông lịch sử nhân loại phụ nữ luôn sắm vai nhân vật yếu đuối trên thế giới sinh ra chủ nghĩa nữ quyền chính là bởi vì phụ nữ không được đãi ngộ bình đẳng mà nguyên nhân trực tiếp nhất là phụ nữ thật sự không thể chống lại đàn ông tình huống trước mắt là như vậy hai người phụ nữ bất luận trên thương trường có hào quang rực rỡ thế nào bất luận đã đánh bại bao nhiêu đàn ông nhưng khi gặp thủ đoạn nguyên thủy thô tục nhất này họ ngoài việc đấu võ mồm ra cũng chẳng thể làm gì được có lẽ đây là một trong những điều kiện để nhân loại sản sinh ra hậu thế nếu như phụ nữ cũng cường tráng khỏe mạnh như đàn ông vậy thì đàn ông làm thế nào người đàn ông cường tráng họ long hình như không hiểu tiếng trung không để ý nhiều đến cuộc cãi nhau của lâm khôn và hai cô gái gã nhìn dương thần thấy dương thần không hề sợ hãi lại có chút tán thưởng bước lên nói bằng tiếng anh tuy anh sắp xuống địa ngục nhưng anh cũng là người dũng cảm tôi sẽ cho anh được toàn thây dương thần mỉm cười kỳ quái có phần thích thú đánh giá gã đàn ông kia mở miệng nói một câu khiến lâm khôn và hai cô gái nghe không hiểu anh họ Long, tên là gì? Gã đàn ông to lớn giật mình, nhíu mày, dùng ngôn ngữ y hệt nói, mày biết nói tiếng Việt Nam à? Long Toàn Hoàng là gì của anh? Dương Thần tiếp tục cười hỏi, nếu như Dương Thần biết nói tiếng Việt làm cho gã kia ngạc nhiên, thì đến khi hắn tiếp tục dùng tiếng Việt nói ra cái tên, Long Toàn Hoàng, gã kia dường như bị chấn động. Mày rốt cuộc là ai? Gã đàn ông sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Trường 70, đừng sùng bái ta quá, vì nói tiếng Việt Nam thì chỉ có người Việt ở đó mới nghe hiểu được, nên Dương Thần cũng không cần kiêng rè nói, tìm chỗ nào bí mật chút, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe, ánh mắt tên kia bỗng lóe lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra vẻ như chờ Dương Thần dẫn đường, lầm khôn như thể lạc vào sương mù, vội vàng hỏi, Long tiên sinh, vậy là sao? Tôi mới là khách hàng, cuối cùng là thế nào vậy? Tại sao anh không ra tay bắt người? Tôi đã trả tiền rồi mà đừng quấy rầy ta, người đàn ông họ Long đưa tay lên, trong nháy mắt họng súng đã chĩa về phía Lâm Khôn, ánh mắt âm u sâu thẳm, cất giọng lạnh lẽo, chúng ta đồng ý cho ngươi thuê, còn làm như thế nào là quyền của chúng ta, Lâm Khôn bị dọa cho sợ đến ngồi thục xuống, run rẩy không dám nói câu gì nữa, Dương Thần cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, dẫn người đàn ông đến một góc khác. Khi đã chắc chắn những người ở gần đều không nhìn thấy rõ tình hình bên trong mới quay người hỏi bằng tiếng Việt tại sao giao xa lại đến hoa hạ lẽ nào các người không sợ viêm hoàng thiết lữ hay sao nghe đến giao xa viêm hoàng thiết lữ đồng từ của người thanh niên co rúm lại khẩu súng trong tay liền nhắm ngay đầu dương thần giọng khàn khàn hỏi ngươi rốt cục là ai vì sao biết chúng ta viêm hoàng thiết lữ có quan hệ gì đến ngươi dương thần lắc đầu cười khổ nếu ta là người của viêm hoàng thiết lữ bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao vậy ngươi là ai người đàn ông không dám thả lỏng người trước mặt gây cho gã một áp lực rất kỳ dị càng nhìn hắn gã càng có cảm giác khác lạ dương thần ngẫm nghĩ một chút hơi do dự rồi cho tay vào túi áo túi áo bé tí đương nhiên chẳng thể đựng được vũ khí nên gã kia cũng không vì sợ bị uy hiếp mà nổ súng chỉ là gã đang chờ đợi xem dương thần sẽ lấy ra cái gì biết vật này không dương thần lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ loại nhẫn thường hay dùng trong hôn lễ chiếc nhẫn nhìn qua là nhẫn bạch kim nhưng vì đã lâu nên có vẻ không sáng lắm chẳng có bất kỳ một viên đá quý nào đính lên chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn kim loại có điều hoa văn trên mặt chiếc nhẫn như ngọc sáng bóng chạm khắc kỳ lạ phức tạp khiến cho người ta hoa hết mắt lúc mới nhìn qua chiếc nhẫn gã kia chỉ có cảm giác hơi quen quen nhưng khi gã nhìn thấy ký tự la tinh khắc trên mặt nhẫn thì lập tức co rúm người lại cảm giác như không thể thở được nữa Gã đã từng đọc qua tài liệu về chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn mà theo các bang phái truyền tay nhau thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là cả đời này bọn họ không thể nhìn thấy chiếc nhẫn này thì bọn họ vẫn phải cố gắng nhớ, đặc biệt là ký tự Latin khắc trên mặt nhẫn. Đây là ký tự Latin cổ từ thời đế chế La Mã, là loại ngôn ngữ từ lâu đã biến mất trong thế giới này. Nhưng trong dòng chữ thần bí ấy, có một từ đơn giản, cũng có thể là một cái tên mà có lẽ bọn họ suốt đời không bao giờ dám quên bởi vì chiếc nhẫn có khắc từ ấy không phải ai cũng có thể giữ được nó trong một vài lĩnh vực nhất định nó có thể đạt được đến sự tượng trưng cho mức quyền lực tối cao cũng là đức tin mà trong sâu thẳm linh hồn bọn họ luôn tôn sùng dương thần nhìn thấy vẻ kinh hãi của người đàn ông họ long kia biết rằng ông ta đã hiểu rõ lại cho chiếc nhẫn vào túi áo như cũ ai mà lại tin được một vật khiến cả thế giới thất điên bắt đảo kia hàng ngày chỉ nằm yên trong túi quần nào đó của một người đàn ông. Được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt này nữa, tôi không tin nhóm, giao xa, của tôi toàn là những tên ngốc, dương thần thân thiện vỗ vỗ đôi vai vạm vỡ của người đàn ông, toàn thân người đàn ông run lên. Vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh nhìn đầy thiện ý của Dương Thần nhưng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng như trời rét tháng chạp, lạnh như thời tiết ở hai đỉnh cực nghĩ về những sự tích liên quan đến người đàn ông đó. Mồ hôi cứ vã ra như tắm chảy ròng ròng, đôi chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, thậm chí còn sấp mặt xuống nền xi măng. Thuộc, thuộc Hạ Long Toàn Y, bái kiến đại vương, Long Toàn Y cất giọng run run đầy thành kính, dương thần nhíu mày, anh tên Long Toàn Y, như thế thì Long Toàn Hoàng là anh trai của anh sao? Đúng thế, thưa đại vương, Long Toàn Y vẫn giữ tư thế phù phục, không dám ngẩng đâu cung kính trả lời câu hỏi dương thần chỉ đành biết than thở anh đứng lên đi đây là nước hoa hạ không phải ở trong vương quốc của ta anh không cần phải hành lễ nhiều như thế lòng toàn y thấy dương thần hình như không hề có ý trách cứ cẩn thận bỏ dậy lùi lại ba bước rồi mới dám đứng thẳng người lên ánh mắt nhìn dương thần đã hoàn toàn thay đổi một cặp mắt hung dữ lại ngập tràn sự sùng kính tôn thờ đến điên cuồng hắn là người đó thật sao một người vẫn tồn tại mà huynh trưởng nói luôn tôn thờ không ngờ thật sự lại đang xuất hiện trước mắt mình đúng rồi dương thần đột nhiên như nghĩ ra điều gì nói tôi không thích ngôi xưng hô đại vương đâu nếu anh không ngại đổi ngôi xưng hô thì anh cứ gọi tên tôi là được rồi vâng dương thần đại nhân long toàn y tự hào gọi lớn dường như đối với anh ta được gọi cái tên kia là một điều vô cùng vinh dự thấy long toàn y đã rõ thân phận thật của mình Dương Thần cũng không nói nhiều lời nữa, hỏi trực tiếp anh ta, tại sao hội giao xa lại xuất hiện ở đây? Cho dù tôi chưa từng ra lệnh không được vào nước hoa hạ, nhưng anh trai Long Toàn Hoàng của anh nổi tiếng là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mắc sai lầm này. Long Toàn Y cung kính trả lời, bẩm đại nhân, phạm vi hoạt động của giao xa hội chúng ta chỉ hạn chế trong một vài vùng biển hoặc xung quanh hoa hạ, làm công việc vận tải, không hề khiến cho viêm hoàng thiết lữ quá chú ý lần này đồng ý để lâm khôn thuê cũng chỉ vì công việc mà anh ta làm phạm vi hoạt động nhỏ không mấy nguy hiểm nên sau khi suy xét chúng tôi đã nhận nhiệm vụ ông ta đủ tiền thuê các anh sao dương thần hiếu kỳ hỏi nghe nói tiền mà ông ta có được là do bán số cổ phiếu mà ông ta nắm giữ long toàn y đáp vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này vừa nói xong từ nhiệm vụ đơn giản thì long toàn y liền cảm thấy không đúng nhiệm vụ này sao có thể lại đơn giản được người mà anh ta phải đối phó chính là người đàn ông đang ở trước mặt mình long toản y lập tức muốn thay đổi lời vừa mới nói ra không biết nên nói như thế nào chỉ biết lúng túng không nói nên lời vẻ mặt bối rối tất nhiên dương thần không để ý đến điều đó trong lòng đang nghĩ về việc lâm khôn đột nhiên bán hết chỗ cổ phiếu ít ỏi của mình trong quốc tế ngọc lôi mới có tiền thuê quân thì không khỏi buồn cười hắn ta còn cố sống cố chết đối phó với người của ta nhưng lại là tù hạ của ta thì thật chẳng khác nào gậy ông lại đập lưng ông. Lòng toàn y, anh dẫn theo mấy người anh em đi đi, việc này tôi sẽ giải quyết nốt, Dương Thần nói. Đại nhân, có cần chúng tôi ra tay giết Lâm Khôn không? Nếu như đại nhân đích thân ra tay thì sẽ chỉ làm bẩn tay đại nhân mà thôi, ánh mắt Long toàn y lộ về hung dữ, trong lòng anh ta lúc này chỉ muốn đánh Lâm Khôn tơi tả. Tên ngu ngốc này, suýt chút nữa thì biến ta thành trò cười để cho lụ linh đánh thuê tấn công rồi muốn đưa thần chết xuống âm ty là trò đùa hay sao âm ty là nơi để các người yên nghỉ mới phải đấy dương thần lắc đầu anh đi trói lâm khôn lại đánh ngất rồi ném vào một góc xong rồi thì anh có thể đi việc còn lại tôi sẽ xử lý các anh chờ đợi ở đây càng lâu thì càng dễ khiến viêm hoàng thiết lữ tức giận tuân lệnh thưa đại nhân lòng toàn y không nói thêm gì nữa phục tùng chính là bản năng của anh ta, huống hồ lại là mệnh lệnh của thủ lĩnh cao nhất. lâm khôn đang bị lâm vào cảnh sứt đầu mệt chán ngay trên chính đất của mình, gã vô cùng tức giận, lũ ngốc đánh thuê thiên sát, ta đã tốn tiền để trả cho các ngươi mà còn dí họng súng vào đầu chủ nhân, nếu không cầu xin bọn chúng thì dù ta có đánh cũng đánh không lại bọn chúng, chỉ hận không thể chém cho bọn chúng mấy đao. lúc này nhìn thấy long toàn y bước tới, mặt không chút biểu cảm thì liền đổi nét mặt tươi cười nói, anh long. Bắt được cái thằng chết tiệt đấy chưa? Long Toản Y không đáp, nói bằng tiếng Việt với mấy tên thủ hạ vài câu, hai tên thủ hạ gật đầu nghiêm túc, vài tên xông lên cầm dây thường trói Lâm Khôn lại, trong mắt mấy người đó chốt sức lực yếu ớt của Lâm Khôn không hề có khả năng kháng cự. Khi đã trói Lâm Khôn lại thành một rúng thì thẳng tay ném gã xuống đất, sự ngu ngốc của mày đã khiến mày bị rơi vào lò lửa âm ti rồi. Lâm Toản Y tiến về phía trước, nói câu này bằng tiếng Anh rồi lại đá cho Lâm Khôn một cước bất tỉnh nhân sự, xử lý xong, Lòng Toàn y huyết sáo, trong nháy mắt hơn 10 tên lính đánh thuê đeo súng đạn thật từ kho hàng khắp tứ phía nhanh chóng xuất hiện, chào nghiêm chỉnh theo nghi thức quân đội, lòng Toàn y ra lệnh tất cả đều nhất loạt hô vang khẩu hiệu, có điều chỉ có bọn họ mới hiểu được khẩu hiệu đó có nghĩa là gì, ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni, những gã đàn ông vừa mới bắt cóc các cô rời khỏi kho hàng nhanh như gió trong thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa vào ngay lúc các cô không hiểu chuyện gì thì dương thần xuất hiện nhẹ nhàng như lúc biến mất nụ cười trên môi còn biểu lộ đôi chút đắc ý dương thần tất cả chuyện này là như thế nào mạc thiện ni không thể kìm được câu hỏi này vừa mới đây còn ở trong tình cảnh tuyệt vọng sao bỗng nhiên lại thay đổi hết thế này tôi nói này mạc tiểu thư cứ để tôi tháo dây chói cho các cô rồi tôi sẽ từ từ kể cho cô không sợ đau nhưng tôi lại sợ vợ tôi bị thương mất dương thần xót xa nhìn lâm nhược khê đôi tay thành thạo lần giờ những vòng dây chói lâm nhược khê nhìn dương thần bằng ánh mắt có phần quái dị nói nhỏ anh còn làm nhanh hơn mấy tên buộc dây chói đấy dương thần ngạc nhiên cười bối rối trong lòng hiểu đó là điều tất nhiên đây là nghề của anh mà tháo xong dây chói lâm nhược khê đứng dậy nhìn dương thần bằng ánh mắt pha chút kỳ lạ dù sao những điều vừa xảy ra trước mắt thật thần kỳ người này sao có thể làm được việc như thế chứ? Tôi biết hai người đang có nhiều nghi vấn lắm, nhưng có phiền phức thì cứ lên xe trước đã. Tôi đưa hai cô tới bệnh viện, rồi tôi sẽ từ từ kể lại cho hai người. Dương thần nói, vậy còn ông ta, Lâm Nhược Khê cắn đôi môi đỏ mỏng, nhìn mặt đất hoa lên. Dương thần nói thành thật, cô có chắc là mình cần một tấm lòng đồng cảm không? Lâm Nhược Khê ngẩn người nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì lộ ra một vẻ hoàn toàn thản nhiên lắc đầu nói, đi thôi.